Y đạo quan đồ, Trương Nhất Trâm. Chương 2141, điều chỉnh ekip 2. Hiện trường vang lên một trận vỗ tay, không nhiệt liệt lắm, bởi vì trong lòng mỗi người đều bi tình tự bi thương lấp đầy, những lời nói ấm lòng của tỉnh trưởng Chu cũng không thể khiến mọi người hưng phấn lên được. Chu Hưng dân mời Văn Quốc Quyền phát biểu. Văn Quốc Quyền nhìn mọi người chung quanh, giọng nói của y cũng không lớn, nhưng lực độ rất đủ, tin rằng mọi người đều hiểu rõ trong thời gian một ngày một đêm này đã xảy ra chuyện gì. Bắc Cảng đã gặp phải một tai họa lớn nhất từ lúc dựng nước tới nay, nó chính xác hơn là nhất thế kỷ 20. Cho tới bây giờ chúng ta đã xác định được nhân số tử vong là 547 người, tính đến trước mắt thì còn có 265 người mất tích. công tác tìm kiếm cứu hộ vẫn đang được tiếp tục tiến hành. Đây là một ngày bi thương của Bắc Cảng, cũng là một ngày bi thương của toàn người dân Trung Quốc chúng ta cảm thấy bi thống vì nhân dân lâm nạn trong tai họa lần này, chúng ta sẽ vĩnh viễn ghi nhớ ngày này. Văn Quốc Quyền tạm dừng một chút rồi lại nói tiền sự bất phong, ghi nhớ ngày hôm nay không chỉ là phải nhớ nỗi đau mất thân nhân, càng phải nhớ kỹ chúng ta khi tai nạn ập tới, trên ứng đối có chỗ nào thiếu sót, phải thông qua kinh lịch thảm thống lần này mà minh bạch, như thế nào mới có thể ở trước mặt thiên tai thình lình xảy ra tránh được thương vong lớn nhất, cố gắng giảm bớt tổn thất mưa gió to tới mấy cũng không thể đánh gục được ý chí dân tộc. Tôi tin trận thiên tai lần này không thể đánh ngã được nhân dân Bắc Cảng kiên cường. Tôi cũng tin các cán bộ đảng viên của Bắc Cảng có thể dẫn dắt người dân nơi này sớm ngày bước ra sự ám ảnh của tai nạn. Lúc này tôi xin cam đoan với các vị, đảng và quốc gia nhất định sẽ dành cho nhân dân Bắc Cảng sự ủng hộ hữu lực nhất. Nhân dân toàn quốc cũng đều là hậu thuẫn kiên cường của Bắc Cảng. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Ánh mắt văn quốc quyền lướt qua mặt mọi người, y từ đầu tới cuối không nhìn thấy được nụ cười của một ai sóng to hất nước thấy được vàng một hồi sóng gió trước giờ chưa từng có khiến chúng ta nhìn thấy rất nhiều cán bộ tốt không bận tâm tới sinh tử đặt lợi ích của nhân dân lên đầu cũng khiến một số tội ác hiện ra dưới ánh mặt trời hôm nay tôi không muốn truy cứu trách nhiệm của bất kỳ ai cả cũng không nói tới sai lầm của bất kỳ ai tôi chỉ muốn nói rõ một chút thái độ của tôi bắc cảng tuyệt đối sẽ không trở thành đất ấm để tội ác nảy sinh đảng sẽ không cho phép quốc gia sẽ không cho phép nhân dân sẽ không cho phép, tôi sẽ không cho phép. Những lời này của y rất hùng hồng, chấn cho cả phòng họp kêu ong ong. Audio điện tử võ tấn bền Chu Hưng Dân là người đầu tiên vỗ tay, rất nhiều người cũng vỗ tay hát theo. Sau khi Văn Quốc Quyền phát biểu, không đợi hội nghị kết thúc đã đứng dậy rời đi, mọi người đứng dậy tiến thì Văn Quốc Quyền xua tay nói, Trương Dương, anh đưa tôi ra sân bay. Trương Dương vốn không muốn ở trước mặt mọi người quá thân cận với Văn Quốc Quyền, nhưng bị y điểm danh trước mặt mọi người thì chỉ có thể thành thành thật thật đi theo. Trên đường tới sân bay, Văn Quốc Quyền nói, anh phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, y tuy rằng không nói rõ, nhưng Trương Dương đã minh bạch, y là đang nhắc nhở mình phải chuẩn bị tâm lý để gánh vác trách nhiệm. Trương Dương gật đầu, thân là bí thư thị ủy Tân Hải, tôi phải gánh vác trách nhiệm chủ yếu văn quốc quyền nhìn trương dương rồi nói khẽ thật ra anh cũng không thích hợp làm quan trương dương nói lúc ban đầu tôi rất có hứng thú nhưng hiện tại ngay cả bản thân tôi cũng có chút chán ghét chán ghét cái gì trương dương nói quá tàn khốc tôi đã thấy quá nhiều người bên cạnh tử vong văn quốc quyền nói bất kỳ nghề gì cũng có người hy sinh so với thương tâm vì sự hy sinh của bằng hữu thì không bằng làm nhiều việc một chút chứng minh sự hy sinh của bọn họ là đáng giá Trương Dương gật đầu thật mạnh, tôi minh bạch rồi. Văn Quốc Quyền nói, mẹ nuôi anh sau khi biết chuyện của bác Cảng thì đang tích cực tổ chức quyên tiền ở kinh thành, có thời gian thì tới kinh thành một chuyến, tôi nghĩ người nhà chúng ta cần phải nói chuyện một lần. Y rất tự nhiên dùng tới từ một nhà này, những lời này của y khiến Trương Dương ấm áp trong lòng, cũng khiến Trương Dương bắt đầu nghĩ lại thái độ trong khoảng thời gian này đối với vợ chồng Văn Quốc Quyền. Bí thư thị ủy bác Cảng hạng thành phó bí thư thị ủy cung kỳ vĩ tất cả gặp bất chắc trong trận thiên tai này đội ngũ cán bộ bắc cảng tạm thời ơ trong trạng thái rắn mất đầu mục đích chủ yếu tỉnh trưởng chu hương dân lần này tới đây không chỉ là thị sát tình hình thiên tai tỉnh lý còn giao cho hắn một nhiệm vụ quan trọng đó chính là xác định ekip lãnh đạo lâm thời của bắc cảng phó bí thư thị ủy cung kỳ vĩ là người nắm quyền bắc cảng trong tương lai mà bọn họ xem trọng lúc trước tống hoài minh đưa cung kỳ vĩ tới bắc cảng mục đích chính là để hắn tiếp nhận chức vụ của hạng thành hiện tại cung kỳ vĩ đã hy sinh vì nhiệm vụ, nhân tuyển thích hợp nhất tự nhiên là thị trưởng cung Hoàn Sơn. Chu Hưng Dân sau khi tìm hiểu tình huống trước mắt của cán bộ Bắc Cảng thì tức khắc thông báo cho bí thư tỉnh ủy Tống Hoài Minh. Từ sau khi biết tin tức cung kỳ vĩ hy sinh, Tống Hoài Minh lâm vào trạng thái bi thống, y bởi vì chuyện này mà cảm thấy rất tự trách, bảo cung kỳ vĩ tới làm phó bí thư thị ủy Bắc Cảng là quyết định của y, bố cục ở Bắc Cảng, lợi dụng cung kỳ vĩ và trương dương để mở ra cục diện cũng là kế hoạch y định ra sau khi thâm tư thuộc lự nhưng từ tình huống hiện tại cho thấy kế hoạch của y không hề hiệu quả nếu chuyện này cung kỳ vĩ bị mưu sát là thật thậm chí có thể nói kế hoạch này của y ngay từ đầu đã bị người khác nhìn thấu cung kỳ vĩ viên hiếu công hạng thành trong trận báo này liên tiếp chết đi bỏ qua nguyên nhân cái chết của hạng thành không rõ hai người trước đã có thể kết luận là bị mưu sát từ dấu hiệu đủ loại cho thấy hạng thành giống như là sợ tội tự sát nhưng Tống Hoài Minh tuyệt không tin chuyện sẽ đơn giản như vậy. Trận báo này cơ hồ đã phá hủy đại bộ phận kiến trúc vùng duyên hải của Bắc Cảng, song cũng có người lợi dụng trận báo kinh tâm động phách này để hoàn thành một lần thanh tẩy máu tanh, khi chân tướng sắp bị vạch chân. Đã hoàn toàn loại bỏ một số người uy hiếm tới sự an toàn của tên đầu sỏ. Đối thủ chẳng những máu lạnh mà hơn nữa còn làm việc kín đáo. Tống Hoài Minh cũng không thể không thừa nhận mình trong giao phong lần này đã rơi vào thế hạ phong rồi. Trên bàn thủy tinh có một tấm ảnh chụp chung, đây là chụp cảnh năm ngoái khi Tống Hoài Minh tới thị sát công trình cảng nước sâu của Nam Tích, Cung Kỳ Vĩ báo cáo công tác với hắn, Tống Hoài Minh nhìn Cung Kỳ Vĩ trong ảnh, hai mắt không khỏi đã ươn ướt, nụ cười dáng vẻ đó vẫn ở đây, nhưng người thật lại không thể xuất hiện trước mắt mình nữa. Nhớ tới sự can đảm của Cung Kỳ Vĩ, nhớ tới sự dũng cảm đảm đương của Cung Kỳ Vĩ, nhớ tới công tích trước kia của Cung Kỳ Vĩ, nội tâm Tống Hoài Minh khó chịu dũng cảm có lẽ y không nên để cung kỳ vĩ tới bắc cảng tính tình của cung kỳ vĩ ghét ác như thù trong mắt không thể chịu được bất kỳ hạt cát nào tính tình như vậy rất dễ gây thù chuốc oán rất dễ trở thành cái đinh trong mắt của một số người mình rõ ràng ý thức được bắc cảng là một địa phương tràn ngập nguy hiểm vì sao vẫn muốn cung kỳ vĩ đi mạo hiểm tống hoài minh hối hận cúi đầu dùng nắm tay đập mạnh vào trán mình cú điện thoại của chu hưng dân đã là gián đoạn suy nghĩ của tống hoài minh Tống Hoài Minh nghe hắn báo cáo xong tình huống mới nhất của Bắc Cảng thì thấp giọng thở dài, mau chóng ổn định cục diện Bắc Cảng, xác định ekip lãnh đạo mới. Chu Hưng dân tìm Tống Hoài Minh cũng để thương lượng chuyện này, bí thư Tống, lần này Hạng Thành và Cung Kỳ Vĩ đều gặp bất hạnh, Bắc Cảng trong một đêm đã mất đi hai thường ủy, đội ngũ cán bộ của Bắc Cảng đang ở trong trạng thái như rắn mất đầu. Tống Hoài Minh hiểu ý tứ của hắn, nói khẽ anh cảm thấy anh thích hợp đứng ra nhận công tác lãnh đạo vào lúc này. Chu Hưng Dân nói: "Tạm thời duy trì hiện trạng đi, để Cung Hoàn Sơn tạm thời phụ trách công tác lãnh đạo, hiện tại phái người khác tới thì quá gấp gáp, thứ hai là trong ngắn hạn cũng không thể làm quen được với tình trạng của Bắc Cảng." Tống Hoài Minh nói: "Không sai, tôi cũng nghĩ như vậy, Cung Hoàn Sơn nhậm chức ở Bắc Cảng nhiều năm, đối với tình huống của Bắc Cảng thì là phi thường quen thuộc, vào những lúc như thế này do hắn chủ trì công tác là thích hợp nhất." Y nói xong thì tạm dừng một chút rồi lại nói: "Bắc Cảng mất hai thường ủy tôi thấy có thể bổ sung thêm Triệu Quốc Cường và Trương Dương hai người tiến vào ban thường ủy Bắc Cảng. Lúc phi thường thì nên cho người tuổi trẻ thêm trọng trách đi. Chu Hưng dân dạ một tiếng, hắn cũng nghĩ tới Triệu Quốc Cường, nhưng không ngờ Tống Hoài Minh chủ động đề danh Trương Dương. Có điều Chu Hưng dân cũng đồng ý với đề nghị của Tống Hoài Minh, phóng mắt khắp ban lãnh đạo Bắc Cảng, quả thực không có nhân tuyển thích hợp hơn hai người này. chương 2142, Điều chỉnh ekip 3 sau khi trao đổi một ố cái nhìn về tình huống trước mắt với Chu Hưng Dân, Tống Hoài Minh gác điện thoại, ánh mắt lại ửng ở tấm ảnh trên bàn. vẻ mặt của Y từ bi thương bắt đầu trở nên kiên định. Y là người không bao giờ chịu thua, Y cũng tin chắc thắng lợi vĩnh viễn thuộc về phía chính nghĩa. tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa làm ngắt quãng suy nghĩ của Y. Tống Hoài Minh cầm điện thoại, đầu kia điện thoại truyền đến giọng nói lo lắng bất an của Sở Yên Nhiên. Cha, có tin tức của Trương Dương hay không? con nghe nói Bắc Cảng xảy ra sóng thần, nhưng con không sao liên hệ được với anh ta. Tống Hoài Minh nghe ra sự bất an và âu lo của con gái, tình cảm của nó đối với Trương Dương rất sâu, y trấn an con gái, hắn không sao, đang ở Tân Hải lo chỉ huy cứu tế, cha tôi nói chuyện điện thoại với hắn. Có một số lời vẫn phải nói dối, chỉ có như vậy mới có thể khiến con gái an tâm. Sở Yên Nhiên tràn ngập oán trách nói, thằng cha này, xảy ra chuyện lớn như vậy cũng không biết báo tiếng bình an với con, tống hoài minh nói yên nhiên con yên tâm đi hắn không sao sở yên nhiên nói cha cuối tuần con về nước tới tĩnh an thăm bà ngoại tống hoài minh biết con gái không chỉ nhớ bà ngoại y ừ một tiếng rồi nói gần đây chuyện thật sự quá nhiều chỉ sợ sau khi con về cha không có thời gian ở bên con sở yên nhiên thở dài cha không có thời gian trương dương thân ở tuyến đầu chống thiên tai tất nhiên cũng không có thời gian tuy rằng giữa cô ta và trương dương là ngụy trang chia tay trước mặt người khác nhưng trong khoảng thời gian này qua lại giữa bọn họ bị hạn chế rất nhiều, Sở Yên Nhiên rất không thích trạng thái này, lần này về nước cô ta muốn nói chuyện tử tế với Trương Dương. Chu Hưng Dân tối hôm đó ngủ lại ở nhà khách thị ủy Tân Hải, 10 giờ tối, hắn gọi Trương Dương vào chỗ mình. Trương Dương bận cả ngày, lúc đi vào, hai ống quần còn sắn rất cao, giống như đi bắt cá, trên người còn mùi tanh của biển. Chu Hưng Dân chỉ chỉ vào ghế dựa ở bên cạnh Trương Dương nói, thôi tôi đứng thôi, cả người ướt lắm. Chu Hưng Dân nói, không sao, ngồi đi, mệt cả ngày rồi. Trương Dương lúc này mới ngồi xuống. Thư ký của Chu Hưng Dân pha trà cho Trương Dương rồi rời đi. Trương Dương cầm chén trà lên uống một ngụm rồi nói khẽ, Thủy Triều đã rút xuống dưới đề phòng sóng rồi, căn cứ vào thông báo của cục địa chấn thì mấy ngày nay còn dư chấn, có điều chắc sẽ không có bão. Chu Hưng Dân nói, làm tốt tất cả biện pháp dự phòng, tránh để tình hình thiên tai tăng thêm. Trương Dương gật đầu, đã an bài rồi. Chu Hưng Dân nói, Trương Dương, tôi tìm anh tới đây là có chuyện muốn hỏi, căn cứ vào phản ánh của một số đồng chí thì ngày hôm qua khi tình hình thiên tai phát sinh, anh từ Đông Giang chạy về Tân Hải, nhưng trong một đoạn thời gian rất dài đều mất tích, là bí thư thị ủy Tân Hải, hành vi như vậy tựa hồ có chút khó ăn khó nói. Trương Dương nói, có phải có người nói tôi khi tai nạn trước mặt thì lựa chọn trốn tránh hay không? tỉnh trưởng Chu, tôi lúc ấy và đồng chí Trình Diễm Đông cùng nhau tới khu làm công của phía Nhật ở Cảng Phước Long cứu người, nhưng sau khi chúng tôi tới đó thì mới phát hiện sự cầu cứu của phía Nhật căn bản là một âm mưu, bọn họ ý đồ lợi dụng trận bão này trừ khử đồng chí Trình Diễm Đông. Chuyện này, đồng chí Diễm Đông có thể chứng minh cho tôi. Chu Hưng Dân nói, trong một ngày Bắc Cảng xảy ra rất nhiều chuyện, rất nhiều người chết. Trương Dương nói, thiên tai là một phương diện, nhân họa là phương diện khác, có người ở đang lợi dụng trận thiên tai này để chế tạo nhân hòa, bí thư cung bị hại, đồng chí Trình Diễm Đông bị đuổi giết, tất cả những điều này đều là cái bẫy được bày trước. Theo tình huống hiện tại tôi tìm hiểu được thì bí thư cung lúc ấy tới câu lạc bộ thủy thủ là do Hạng Thành tự mình gọi điện thoại tới điều động, mà bí thư cung tới câu lạc bộ thủy thủ không lâu thì gặp tai nạn xe cổ. Chu Hưng Dân biết Trương Dương rất hoài nghi Hạng Thành, hắn gật đầu nói, chuyện này tôi đã cử chuyên gia điều tra rồi. Trương Dương nói, đồng chí Trình Diễm Đông sở dĩ tới cảng Phước Long cứu người là vì nhận được cầu cứu của phía Nhật. Tôi hoài nghi người phía sau màn bày ra tất cả những việc này đã cấu kết với người Nhật Bản. Chu Hưng Dân nói, Trương Dương, chuyện này phải điều tra bí mật. Trước khi chuyện chưa được điều tra ra kết quả thì tôi không hy vọng có quá nhiều tin tức bị tiết lộ ra ngoài xã hội và giới truyền thông để tránh tạo thành khủng hoảng lớn hơn. Trương Dương gật đầu, hắn minh bạch ý tứ của Chu Hưng Dân. Hiện tại Trương Dương đã dần dần bình tĩnh lại rồi, ngoài mặt xem ra tất cả đầu mâu đều hướng về phía hạng thành, tựa hồ hạng thành chính là độc thủ phía sau màn chế tạo tất cả huyết án này. Nhưng Trương Dương trong lòng hiểu rõ, hạng thành tuyệt đối không phải là người bố cục tất cả, sau lưng hắn còn có người khác. Sự rào hoạt và máu lạnh của rào hoạt đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn, trận bão này qua đi, cung kỳ vĩ, hạng thành, viên hiếu công lần lượt chết. Một số manh mối vừa mới hiện ra ở Bắc Cảng tất cả đều bị chặt đứt, mà mục đích chế tạo tất cả huyết án này là để bảo toàn chính hắn. Trương Dương nói khẽ tôi chỉ là có chút không nghĩ ra, nếu tên chủ mưu phía sau màn muốn giữ mình, như vậy hắn trừ bỏ hạng thành là có thể chặt đứt tất cả manh mối, vì sao hắn muốn thương hại bí thư cung? Vì sao phải ra hại trình diễm đông, nếu nói người hắn hận nhát thì phải là tôi mới đúng? Chu Hưng Dân nói, cho dù đồng chí kỳ vĩ không viết lại hàng chữ đó, thì chúng ta cũng sẽ rất dễ tra tới hạng thành, lúc ấy điều động của hắn bị rất nhiều người biết, hạng thành sở dĩ lựa chọn cái chết, nguyên nhân rất đơn giản, hắn hiểu rõ mình khó thoát khỏi chế tài của pháp luật, cho dù chúng ta không tìm thấy chứng cứ thì tên độc thủ phía sau màn cũng sẽ không để hắn tiếp tục sống trên đời. Trương Dương nói, Trình Diễm Đông có quan hệ cũng không lớn với chuyện này. Chu Hưng Dân nói, có lẽ người này muốn thừa dịp trận bão này để gây sóng gió, triệt đề quấy đục nước Bắc Cảng, quấy nhiễu tầm mắt của chúng ta, khiến chúng ta không thể nào nắm chắc được trọng điểm. Hắn nói xong thì hai mắt chuyên chú nhìn thẳng vào Trương Dương Trương Dương, trước đó mâu thuẫn của anh và đồng chí Kỳ Vĩ có phải là đóng kịch hay không? Chu Hưng dân hiển nhiên đã nắm được mấu chốt của sự việc, nếu Trương Dương thừa nhận thì chứng minh chuyện này có liên quan trực tiếp tới bố cục của Tống Hoài Minh, cung Kỳ Vĩ dù sao cũng là cán bộ y tự mình phái tới Bắc Cảng. Trương Dương lắc đầu, tôi kính trọng cách đối nhân xử thế của anh ta, giữa chúng tôi chỉ là lý niệm công tác không hợp, không hề có bất kỳ mâu thuẫn cá nhân nào. Hắn trả lời vô cùng thông minh. Chu Hưng Dần cũng không tiếp tục truy hỏi, với trí tuệ của hắn đã minh bạch được sự ảo diệu trong đó, hắn chậm rãi đặt chén trà trong tay xuống, chuyện tới trung ương đoàn cân nhắc đến đâu rồi? Trương Dương lắc đầu nói, không đi, trước đây hắn ở trước mặt còn cần ngụy trang, nhưng sau khi phát sinh biến cố này, hắn đã không cần phải cân nhắc nữa. Chu Hưng Dần nhẹ giọng thở dài, tôi đoán anh cũng không đi vào lúc này. Vừa rồi tôi và bí thư Tống đã nói chuyện điện thoại trải qua cân nhắc thận trọng của chúng tôi, quyết định rể đồng chí thị trưởng Bắc Cảng Cung Hoàn Sơn tạm thời đảm nhiệm chức bí thư thị ủy Bắc Cảng, xét thấy hiện trạng thường ủy Bắc Cảng quyết định bổ sung thêm anh và đồng chí Triệu Quốc Cường thành thường ủy thị ủy Bắc Cảng, cá nhân anh đối với quyết định này có ý kiến gì không? Trương Dương nói, không có ý kiến gì cả, nếu các lãnh đạo đã tín nhiệm tôi thì tôi sẽ không cô phụ phần tín nhiệm này của các anh. Chu Hưng Dân nói, tôi nghĩ phải cường điệu một lần, việc cấp bách của các anh là cứu tế, là dẫn dắt toàn thể thị dân Bắc Cảng nhanh chóng thoát khỏi bóng ma của trận thiên tai này, sớm ngày khôi phục cuộc sống và sản xuất bình thường. Trương Dương nói, tỉnh trưởng Chu yên tâm, tôi biết nặng nhẹ. Cung Hoàn Sơn cũng biết bổ nhiệm của tỉnh Lý đối với hắn, bổ nhiệm này đối với Cung Hoàn Sơn mà nói thì là chuyện trong dự kiến, cũng là chuyện hắn tha thiết ước mơ trước đây, nhưng hắn sau khi nhận được thông chi bổ nhiệm thì trở nên hết đường xoay sở, hắn hiểu rõ, tỉnh Lý sở dĩ để hắn đảm đương trước bí thư này, không phải là vì nhìn chúng năng lực của hắn, mà là vào thời kỳ phi thường, trong nhất thời không tìm thấy nhân tuyển thích hợp hơn so với hắn, hắn đã không phải là lựa chọn tốt nhất trong mắt lãnh đạo thượng cấp. Cũng sẽ không cuối cùng lựa chọn cuối cùng, Cung Hoàn Sơn chưa bao giờ hiểu rõ địa vị của mình trong cảm nhận của các lãnh đạo giống như hiện tại, hắn chỉ phụ trách một người đóng thế. Chờ chuyện của bác Cảng bình ổn rồi, có lẽ cũng sẽ là kỳ hạn rút lui của hắn. Chương 2143, điều chỉnh ekip 4. Nguyên nhân cái chết của Hạng Thành tuy rằng chưa có định luật, nhưng Cung Hoàn Sơn đã đưa ra phán đoán của mình, vị lão bí thư này chết vì tự sát, cái chết của hắn tự nhiên sẽ kéo theo tất cả trách nhiệm của trận thiên tai Bắc Cảng lần này, xem như Hạng Thành làm một chuyện tốt cho cán bộ Bắc Cảng, có điều Hạng Thành tuyệt đối không phải là bởi vì tự trách hoặc là bởi vì áp lực của thiên tai lần này mà lựa chọn tuyệt lộ. Cung Hoàn Sơn hiểu rõ hành vi của Hạng Thành trong mấy năm nay, biết Hạng Thành rất có thể đã không còn đường thối lui. Tối hôm đó quả thực đã xảy ra một lần dư chấn, có lẽ là ông trời cũng thấy đã mang tới cho Bắc Cảng một lần tai nạn quá lớn. Trong lòng có chút áy náy, dư chấn lần này nhẹ nhàng trôi qua, đa số người thậm chí còn không nhận thấy được. Quần thể cán bộ Bắc Cảng từ trên xuống dưới đa số đều bận công tác an trí cho nạn dân. Thủy chiều rút, trên mặt đường để lại rất nhiều cát biển và nước bùn, mặt trời đã ló dạng chiếu lên mảnh đất từng bị nước biển tàn sát bừa bãi này trong không khí tỏa ra một mùi tanh hôi khiến cho người ta buồn nôn. Mấy con đường chủ đạo đang được thi công tu sửa khẩn cấp, thông đạo từ Tân Hải thông tới Bắc Cảng bị hao tổn không nghiêm trọng lắm, thường ủy thị ủy Bắc Cảng Tân Nhiệm Trương Dương đang dọc theo con đường này tới thị ủy Bắc Cảng, chuẩn bị tham gia cuộc họp thường ủy đầu tiên sau khi hắn trở thành thường ủy thị ủy Bắc Cảng. Di động của hắn đổ chuông, hắn cầm điện thoại, giọng nói vẫn lộ ra một loại khàn khàn vì mệt mỏi giọng nói u oán của sở yên nhiên vang lên, anh còn biết bật máy hả? À? Hai ngày nay không có tin tức, có biết người ta rất lo lắng cho anh hay không? Nội tâm trương dương bởi vì sự quan tâm của cô ta mà ấm áp, hắn nói khẽ xin lỗi. Chỉ cảm thấy người mình phải nói xin lỗi thật sự quá nhiều. Sở yên nhiên nói, anh không sao chứ? Không sao, hai ngày nay công tác bận quá, hơn nữa có rất nhiều chỗ thiết bị thông tin đều bị hỏng. Cho nên không kịp thời liên hệ với em sở yên nhiên nói không sao chỉ cần anh không sao là tốt rồi trương dương nói không cần lo lắng cho anh sở yên nhiên nghe thấy giọng nói khàn khàn của hắn thì bỗng nhiên mũi cay cay có một loại xung động muốn khóc trương dương từ sự trầm mặc đột nhiên và thay đổi tiết tấu khí thức của sở yên nhiên mà cảm thấy được gì đó nhà đầu anh cam đoan về sau bất kể phát sinh chuyện gì cũng sẽ ngay lập tức liên lạc với em sở yên nhiên nói đừng liều mạng công tác như vậy biết đảng viên các anh đều thích công tác phong ngã anh đó đúng là quên cả mình quên cả em trương dương nói cho dù anh quên bản thân thì cũng không quên được em sở yên nhiên nghe hắn nói như vậy thì lại có chút ủy khuất lời này em thích nghe nhưng em không tin trương dương nói em không lừa em đâu sở yên nhiên nói giấu đầu lòi đuôi anh càng nói như vậy thì trong lòng em càng không yên tâm cho nên em quyết định cuối tuần sẽ về nước trương dương nói hay là muộn thêm vài ngày đi, gần đây quá nhiều chuyện, anh lo không có thời gian ở gần em, đến lúc đó lại sợ em không vui. Sở yên nhiên nói, trở về không chỉ là vì anh, em đã lâu rồi không gặp bà ngoại, gần đây lão nhân ra cơ hồ mỗi ngày đều gọi cho em mấy cú. Trương Dương nói, ừ, quả thực nên về thăm bà. Nói tới đây thì tín hiệu di động lại yếu, bọn họ không thể không ngừng trò chuyện. Bởi vì là lần đầu tiên tham gia cuộc họp thường ủy Bắc Cảng với thân phận thường ủy, trương dương hôm nay đặc biệt tới sớm khi đỗ xe ở bãi đỗ xe thị ủy gặp triệu quốc cường cũng tới tham gia hội nghị hai người gật đầu với nhau cũng không cười dưới tình trạng chẳng ai có tâm tình mà cười triệu quốc cường nhìn đồng hồ nói hình như đến sớm trương dương nói đúng vậy đến trước nửa tiếng dù sao cũng là lần đầu tiên triệu quốc cường nói kết quả nghiệm thi có rồi bí thư hạng chết vì ngạt nước lúc ấy ở hiện trường có một người chứng kiến nhìn thấy bí thư hạng đi vào trong nước biển theo như lời hắn nói thì trạng thái tinh thần của bí thư hạng rất kém. Trương Dương nói, hắn tự sát à. Triệu Quốc Cường bĩu môi, gật đầu nói, trên cơ bản có thể xác định là vậy. Trương Dương nói, anh thấy chuyện này thế nào? Triệu Quốc Cường nói, đồng chí Cung Kỳ Vĩ chết vì bị giết, cơ hồ đồng thời đồng chí Viên Hiếu Công ở Đông Giang bị người ta sát hại, căn cứ vào tình huống trước mắt nắm giữ được thì cái chết của đồng chí Cung Kỳ Vĩ có quan hệ mật thiết với hạng thành. Trương Dương nói, hạng thành tuyệt đối không phải là chủ mưu. Triệu Quốc Cường nói, tôi nghe nói tối hôm qua anh và Trình Diễm Đông ở khu làm công của phía Nhật tại cảng Phước Long bị phục kích. Trương Dương gật đầu, mục tiêu của bọn họ chắc không phải là tôi, tôi ngẫu nhiên đi tới đó. Triệu Quốc Cường nói, trong lòng tôi có rất nhiều nghi vấn, bác cảng trong khoảng thời gian này thật sự có quá nhiều biến cố, huyết án này nối tiếp huyết án kia, anh đối với bác cảng chắc hiểu hơn tôi nhiều hắn tạm dừng một chút rồi lại nói, ngoài mặt thì chuyện của Bắc Cảng đã kết thúc, nhưng chúng ta đều hiểu rõ, hung phạm vẫn đang nhở như ngoài vòng pháp luật. Trương Dương thở dài, nói khẽ, đã đến giờ rồi, đi họp thôi, đợi lát nữa sau khi cuộc họp kết thúc, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện. Cung Hoàn Sơn lộ ra có chút phờ phạc, từ lúc thiên tai xảy ra thì hắn cơ hồ không chợp mắt, nhưng kỳ quái là không ngờ không có một chút mệt mỏi nào, xem ra áp lực có thể khiến cho người ta quên đi tất cả, Chu Hưng Dân và Văn Quốc Quyền trước sau đi tới, lại trước sau rời đi, tuy rằng hai vị lãnh đạo cũng không trách nhầm vào tình huống thiên tai lần này, có điều Cung Hoàn Sơn cũng hiểu rõ, sớm muộn gì cũng sẽ truy cứu, điều các lãnh đạo trước mắt muốn là duy ổn, chờ tất cả ổn định rồi, tất nhiên sẽ tìm đám cán bộ bọn họ để tính sổ. Cung Hoàn Sơn thì không nghĩ nhiều như vậy, hắn cũng không có thời gian mà nghĩ, chờ sau khi các thường ủy đến đông đủ rồi, Cung Hoàn Sơn hắng giọng, "Chào mọi người, tin rằng mọi người đã chú ý thấy" hôm nay trong ban thường ủy chúng ta có thêm hai thành viên mới, đồng chí Quốc Cường và đồng chí thường ủy, tin rằng có hai đồng chí trẻ tuổi này gia nhập, có thể mang tới sự tươi trẻ và sức sống cho ban lãnh đạo Bắc Cảng. Hiện trường không ngờ không có ai vỗ tay, tai họa hai ngày nay khiến tình tự của mỗi người đều trở nên rất thấp, đám thường ủy này thậm chí ngay cả hưng chí vỗ tay cũng không có. Cung Hoàn Sơn nhìn mọi người bên cạnh, bỗng nhiên nghĩ đến đoạn thời gian gần đây, các thường ủy người thì chê, cậu Diên thì trốn, trong bất trí bất giác đã thay đổi hơn nửa, Cung Hoàn Sơn mặc danh kỳ diệu nhớ tới một câu thuộc chung không có đại tướng, Liêu Hóa làm tiên phong. Khi nghĩ tới câu này thì nhìn sang Trương Dương, nhưng hắn lập tức tỉnh ngộ, trong mắt các lãnh đạo, mình mới là Liêu Hóa, Cung Hoàn Sơn ho khan một tiếng, hắn bởi vì suy nghĩ này mà cảm thấy mặt nóng lên, mọi người vất vả rồi. Lời nói của Cung Hoàn Sơn cũng yếu ớt như tư tưởng của hắn lúc này. Tất cả mọi người đều nhìn ra Cung Hoàn Sơn rõ ràng có chút không tập trung, cứ nói được một câu là lại dừng một chút, cân nhắc trong chốc lát rồi mới tiếp tục nói, trải qua cân nhắc của tổ chức, quyết định do tôi tạm thời phụ trách công tác chính trị của Bắc Cảng, tôi hy vọng mọi người có thể tín nhiệm tôi, tôi sẽ làm hết phận sự, tận hết nỗ lực lớn nhất của mình công tác vì Bắc Cảng. Hiện trường không có ai lên tiếng trả lời, ngay cả Trương Dương luôn luôn thích hát ngược cũng không có hứng thú nói chuyện, tràng cảnh có chút lạnh lùng, Cung Hoàn Sơn càng xấu hổ. Hắn ý thức được, tất cả mọi người đã nhìn ra tình cảnh xấu hổ của mình, nhìn ra hắn chỉ là một lãnh đạo với tính quá độ. Cho nên nhóm người này không hề lộ ra vẻ hâm mộ và ghen tị, vẻ mặt chung của bọn họ chính là tê cứng, tê cứng đến mức thậm chí lười chẳng buồn dùng tiếng vỗ tay để chúc phúc mình. Cung Hoàn Sơn nói, có thể nói chúng ta đang phải đối mặt với khảo nghiệm trước giờ chưa từng có, trong trận thiên tai này, chúng ta đã mất rất nhiều thị dân, cũng mất rất nhiều lãnh đạo và đồng sự, tôi trong lòng mỗi người đều rất buồn nhưng chúng ta không có quá nhiều thời giờ để đau buồn, bởi vì người dân Bắc Cảng còn cần chúng ta dẫn dắt bọn họ đi ra khỏi khốn cảnh. Sau khi tai nạn phát sinh, lãnh đạo thượng cấp chú ý rất cao tới tình hình thiên tai của Bắc Cảng chúng ta, Phó Thủ tướng Văn và tỉnh trưởng Chu Đích Thân tới tuyến đầu thị sát và chỉ huy công tác công tác cứu tế. Chống thiên tai, hơn nữa bọn họ đã cam đoan, quốc gia nhất định sẽ cho Bắc Cảng chúng ta sự ủng hộ lớn nhất, nhất định sẽ giúp Bắc Cảng mau chóng đi ra khỏi tai nạn. Cung Hoàn Sơn tạm dừng một chút, vẫn không ai vỗ tay, trường hợp như vậy đối với tâm lý của một người là một loại khảo nghiệm. Cung Hoàn Sơn nói, Bắc Cảng kế tiếp còn có rất nhiều vấn đề phải đối mặt, việc cấp bách là làm tốt công tác sau thiên tai. Chương 2144, lòng người thay đổi một. Hắn quay sang nói với Bộ trưởng tuyên truyền Hoàng Bộ Thành, đồng chí Bộ Thành, công tác tuyên truyền là trọng yếu nhất, dưới tình trạng trước mắt, nội tâm của đa số người dân đều thấp thỏm lo âu chúng ta nhất định phải kịp thời tuyên truyền chính sách của đảng tới bọn họ, phải để cho người dân có lòng tin đối với chính phủ chúng ta, chỉ có như vậy bọn họ mới có thể giấy lên hy vọng đối với cuộc sống, mới có thể một lần nữa nhen nhóm lên động lực công tác. Hoàng Bộ Thành gật đầu, rất nghiêm túc ghi ghi chép chép vào quyển sổ nhỏ đặt trên bàn. Cung Hoàn Sơn lại nói, sau đại tai thường thường sẽ có đại dịch, trên điểm này cũng phải có tăng cường chú ý, đồng chí hứa khôn cường điệu nắm chắc việc này. Phó thị trưởng hứa khôn phụ trách văn giáo vệ sinh, đây là công tác bản chức của hắn, hứa khôn gật đầu. Cung Hoàn Sơn nói, còn nữa, phải khảo sát tình trạng an toàn trong các trường tiểu học trong phạm vi toàn thành phố, để bảo đảm phương tiện dạy học dưới tiền đề không có ẩn hoạn, mau chóng an bài cho học sinh đi học trở lại. Hứa khôn nói, công tác trên phương diện này đang được làm rồi. Cung Hoàn Sơn gật đầu, ánh mắt chuyển sang Triệu Quốc Cường, vấn đề trị an sau thiên tai cũng là một việc khó khăn, Đồng chí Quốc Cường nhất định phải đẩy mạnh công tác trên phương diện này, toàn thể công an cảnh sát trong lúc lo cứu tế giải nguy đồng thời còn phải phụ trách tốt công tác trị an, vất vả cho các anh rồi." Triệu Quốc Cường nói, "Thị trưởng Cung yên tâm, chúng tôi cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ." Cung Hoàn Sơn lưu ý thấy hắn vẫn gọi mình là thị trưởng Cung chứ không phải là bí thư Cung, trên thực tế nội tâm Cung Hoàn Sơn cũng không để ý, nhân sinh rất nhiều lúc sẽ biến chuyển trong tự nhiên, hắn cũng đột nhiên nhìn thấu danh lợi, nếu Hạng Thành còn sống, hắn sẽ sẽ an tâm làm trước thị trường bắc cảng của mình nếu cung kỳ vĩ vẫn còn sống hắn tuyệt đối sẽ không quật khởi ý đồ cạnh tranh chuyển biến như vậy người khác sẽ không hiểu chỉ có bản thân hắn mới hiểu ánh mắt của cung hoàn sơn cuối cùng dừng lại trên người trương dương đồng chí trương dương tân hải là địa phương gặp phải tai họa nghiêm trọng nhất của thành phố bắc cảng đối với tân hải mà nói khu bảo lưu thuế nhập khẩu đã trở thành khu vực gặp thiên tai rất nặng phương tiện cơ sở vừa mới được xây dựng lên đã bị phá hoại nghiêm trọng nhà đầu tư các nơi đều gặp tổn thất trên trình độ bất đồng. Cho nên anh trong lúc làm công tác cứu tế đồng thời cũng còn phải làm công tác câu thông với nhà đầu tư, tranh thủ đạt được sự lý giải của bọn họ. Để bọn họ tin chính phủ chúng ta là một chính phủ có trách nhiệm, có có năng lực bảo đảm cho lợi ích của bọn họ. Trương Dương gật đầu, không nói gì, đầu óc hắn đến bây giờ vẫn rất loạn. Cung Hoàn Sơn sau khi nói xong thì nhìn mọi người chung quanh, mọi người còn có điều gì muốn nói không? hiện trường là một mảng trầm mặc. Cung Hoàn Sơn lại nói, có suy nghĩ gì thì cứ nói thoải mái, đừng cố kỵ gì cả. Vẫn không có ai lên tiếng, Cung Hoàn Sơn gật đầu, được rồi, hội nghị hôm nay đến đây là kết thúc, tan họp. Sau khi hội nghị kết thúc, Triệu Quốc Cường và Trương Dương cùng nhau tới cảng mới, hai người dừng xe ở bến tàu, đỗ dưới ánh mặt trời. Nhìn đại đã khôi phục bình tĩnh phía trước, Triệu Quốc Cường nheo mắt lại, chỉ chỉ về phía trước bên phải, thi thể của hạng thành chính là được phát hiện ở chỗ đó. Trương Dương gật đầu, đi về phía trước vài bước rồi nói khẽ, hắn là tự sát à. Triệu Quốc Cường nói, căn cứ vào suy đoán thì chắc là như vậy. Có điều vẫn còn thiếu bằng chứng hữu lực. Trương Dương nói, hắn giã gài bẫy hãm hại phó bí thư cung. Triệu Quốc Cường nói, có thể nói về chuyện đã phát sinh không? Trương Dương nói, tôi và Bí Thư Cung đều là người ghét ác như thù, quan hệ giữa chúng tôi cũng không phải như người khác nhìn thấy. Triệu Quốc Cường nói, tôi đã sớm đoán được rồi, khi các anh ở Nam Tích hợp tác rất vui vẻ, hơn nữa anh còn từng cứu con gái của Bí Thư Cung, với quan hệ tốt đẹp lúc trước của các anh thì tuyệt đối sẽ không trong ngắn hạn chuyển biến xấu tới loại tình trạng như vậy. Trương Dương thở dài, Triệu Quốc Cường nếu có thể nhìn ra thì chứng minh khẳng định có người khác cũng nhìn ra các loại mấu chốt trong đây. Triệu Quốc Cường nói, hiện tại tất cả đầu mâu và điểm đáng ngờ đều chỉ về phía Hạng Thành. Sau lưng hắn nhất định còn có người sai khiến. Triệu Quốc Cường nói, cho dù có người sai khiến, kẻ biết than phận thực sự của người này cũng không nhiều. Hạng Thành ra đi, rất nhiều manh mối đều dán đoạn theo cái chết của hắn. Trương Dương nói, tôi sẽ không để người này nhở như ngoài vòng pháp luật. Triệu Quốc Cường nói, anh biết người này là ai không? Trương Dương lắc đầu, chuyện không có chứng cứ tôi không thể nói lung tung. Triệu Quốc Cường thở dài, thật ra bí thư cung không phải hy sinh vô ích, sau chuyện này, tên độc thủ phía sau màn có lẽ sẽ buông bỏ lợi ích ở Bắc Cảng. Trương Dương nói, tôi thì sẽ không bỏ qua. Triệu Quốc Cường nhìn vào hai mắt Trương Dương, chủ động vươn tay về phía hắn, hai người không nói gì, nắm chặt tay nhau, đã minh bạch cõi lòng của đối phương. Buổi chiều hôm ấy vợ quá của cung kỳ vĩ, Dương Ninh dẫn con gái cùng nhã hình tới Bắc Cảng, hai mẹ con đều biểu hiện ra sự kiên cường hơn người, mắt đỏ nhưng không có một giọt nước mắt nào. Trương Dương nhìn Dương Ninh, mím môi, đầy thương cảm nói, chị dâu, xin lỗi. Dương Ninh nói khẽ, là sự lựa chọn của anh ấy, không trách được bất kỳ ai. Anh không cần phải xin lỗi tôi. Hai mẹ con kiên cường nhìn cung kỳ vĩ lần cuối, Dương Ninh nước mắt rơi như mưa, cung nhã hình thì khóc ngất đi, thấy cảnh này, Trương Dương và Triệu Quốc Cường đi cùng cũng đỏ lượng cả mắt, khó khăn lắm mới khuyên hai người trở lại phòng nghỉ. Dương Ninh bình phục tình tự một chút, tiếp lấy một ly trà Trương Dương đưa cho tôi, nói khẽ Trương Dương, trước đó bên ngoài có rất nhiều lời đồn đại, nói anh và Kỳ vĩ có mâu thuẫn, nhưng tôi biết chắc chắn không phải vậy. Trương Dương nói, "Tẩu tử, Bí thư Cung Vĩnh Viễn là đại ca và bằng hữu mà tôi tôn kính nhất." Dương Ninh nói, "Tôi hỏi qua Kỳ vĩ rồi, anh ấy từng nói, anh là huynh đệ của anh ấy." tôi biết các anh nhất định đều đang vì tương lai của bắc cảng mà cố gắng kỳ vĩ không có phúc không thể kiên trì đi đến cuối cùng tôi biết nguyện vọng trong lòng anh ấy tôi chỉ là một phụ đạo nhân gia không thể thay anh ấy hoàn thành tâm nguyện chuyện này chỉ có dựa vào anh thôi trương dương dùng sức gật đầu nói chị dâu chị cứ yên tâm chuyện của bí thư cung tôi nhất định sẽ phụ trách tới cùng cung nhã hình dương dương nói chú trương cha cháu có phải bị người ta hại chết hay không trương dương lắc đầu Trước đó bọn họ và Dương Ninh đã câu thông với nhau, giấu cung nhã hình nguyên nhân cái chết thực sự của cung kỳ vĩ. Đây cũng là để bảo vệ đứa trẻ này, tránh để tâm linh non nớt của cung nhã hình bị tổn thương. Trương Dương nói, cha cháu là anh hùng, anh ta vì chỉ huy chống thiên tai mà hy sinh vì nhiệm vụ, tổ chức đã quyết định truy nhận bí thư cung danh hiệu liệt sĩ. chương 2145, Lòng Người Thay Đổi 2 Dương Ninh lại nói, giúp tôi cảm ơn tổ chức và các vị lãnh đạo, danh hiệu này chúng tôi không cần, khi kỳ vĩ còn sống chưa bao giờ tham gia bình chọn tiên tiến, cho dù chỉ một lần, sau khi chết chúng tôi cũng không muốn danh hiệu vinh dự này. Triệu Quốc Cường không nhịn được nói, chị dâu, đây là điều mà bí thư cung đáng được nhận, cũng là sự công nhận và khẳng định của tổ chức đối với công tích của anh ta. Dương Ninh nói, kỳ vĩ trong công tác luôn lôi lệ phong hành, nhưng tính cách thực sự của anh ấy là một người lặng lẽ, chỉ cần anh ất có thời gian thì sẽ lựa chọn ở nhà, xuống bếp thổi cơm, giặt rũ quần áo. Anh từng nói, Tới ngày về hưu sẽ thành thành thật thật ở nhà làm phụ nam của gia đình, hưởng thụ cuộc sống bình thường. Dương Ninh lại che miệng, ngăn không cho nước mắt chảy xuống, anh ấy bỏ chúng tôi đi rồi, tôi muốn anh ấy được yên bình, chúng tôi muốn cái gì vinh dự gì cả, cũng không muốn bản tin gì cả, bởi vì vinh dự lớn đến mấy cũng không đổi lại được sinh mệnh của Kỳ Vĩ, chúng tôi không muốn tuyên truyền rộng, cũng không cần bất kỳ nghi thức truy điệu long trọng gì cả. Anh ấy lúc trước lẳng lặng tới Bắc Cảng, hiện tại để chúng tôi lẳng lặng đưa anh ấy về là người thân, chúng tôi chỉ muốn lặng lặng nhớ về anh ấy. Chúng tôi không cần thứ gì khác, các anh hiểu chứ? Cung Nhã Hinh ở bên cạnh khóc không thành tiếng. Triệu Quốc Cường và Trương Dương rúng động, Trương Dương gật đầu nói, "Chị dâu, em đáp ứng chị." Không có vòng hoa, không có lễ truy điệu, không có đưa tin báo chí trên diện rộng, hai mẹ con Dương Ninh đưa cho cốt của Cung Kỳ Vĩ lặng yên rời khỏi Bắc Cảng, chờ khi xe của họ rời khỏi Bắc Cảng, có hơn 10 chiếc ô tô lặng lẽ đi phía sau cho tới đường cao tốc, đám thường ủy và lãnh đạo chủ yếu của thành phố Bắc Cảng như Triệu Quốc Cường, Trương Dương tất cả xuống xe, sau đó bọn họ xếp thành hàng dài, cúi đầu thật sâu về phía chiếc xe vừa đi. Thời gian cùng Kỳ Vi ở Bắc Cảng dài, hắn ra đi trên ý nghĩa nào đó thì thậm chí không chấn động tới dân thành phố Bắc Cảng bằng hạng thành ra đi, cũng chỉ có số ít người mới biết hắn đã hy sinh vì nhiệm vụ, nhưng khí khái và nhân phẩm của hắn vẫn đạt được sự kính ngưỡng của ban lãnh đạo Bắc Cảng. Lái xe lái chậm lại, Dương Ninh từ gương chiếu hậu nhìn thấy cảnh tượng phía sau, cô ta không khóc, chỉ lặng lẽ ôm chặt hũ cốt, nói khẽ kỳ vĩ, chúng ta về nhà thôi. Sóng thần tuy rằng đã qua đi, nhưng chấn động của Bắc Cảng vẫn chưa bình ổn. Tập đoàn Nguyên Hòa chính thức đề xuất rút vốn với thị chính phủ Tân Hải, cũng yêu cầu bồi thường tổn thất vì trận sóng thần lần này. Trương Dương vừa mới trở lại trung tâm hành chính thì liền nghe nói tới tin tức này, Đại biểu hiện tại của tập đoàn Nguyên Hòa là Nguyên Hòa Thu Trực đang thương lượng với Kiều Mộng Viện ở ban chiêu thương. Trương Dương tới ngoài cửa văn phòng chủ nhiệm ban chiêu thương thì liền nghe thấy Kiều Mộng Viện cao giọng nói: "Nguyên Hòa tiên sinh, xin hỏi ngài lần này là đại biểu cho tập đoàn Nguyên Hòa mà đến hay là đại biểu cho cá nhân ngài mà đến?" Đại biểu pháp nhân của tập đoàn Nguyên Hòa là Nguyên Hòa Hạnh Tử chứ không phải ngài. Nguyên Hòa Thu Trực nói: "Nguyên Hòa trước khi Hạnh Tử trở về Nhật Bản đã trao quyền cho tôi." để tôi quản lý chấp hành tất cả quyền lực của tập đoàn Nguyên Hòa ở Trung Quốc, cho nên tôi có thể đại biểu cho tập đoàn Nguyên Hòa." Kiều Mộng Viện nói, "Trước chuyện trên hợp đồng đã ghi rõ điều lệ, gặp tai nạn không thể đoán trước thì tổn thất do hai bên cùng nhau gánh vác, cho nên những yêu cầu bồi thường này của anh không có bất kỳ cơ sở pháp lý nào cả. Còn nữa, căn cứ vào hợp đồng chính thức của chúng ta thì nếu tập đoàn Nguyên Hòa hiện tại lựa chọn từ bỏ thì chính là trái với hợp đồng, chúng tôi có quyền truy cứu trách nhiệm của quý phương." Nguyên Hòa Thu Trực nói, uy hiếp ư, chúng tôi trong tai nạn lần này tổn thất nhiều tài sản như vậy, mất nhiều nhân viên như vậy, xin hỏi anh sẽ đầu tư tài chính của mình vào một mảnh đất mà tới ngay cả an toàn tối thiểu nhất cũng không được bảo đảm. Đây là bản tuyên bố và chi tiết đòi bồi thường của tập đoàn chúng tôi. Trương đại quan nhân vào lúc này đi vào, từ trong tay Kiều Mộng Viện cầm lấy bản chi tiết bồi thường, chẳng thèm xem mà ném ngay vào sọt rác. Hắn nheo mắt lại, cực kỳ khinh thường nhìn Nguyên Hòa Thu Trực, tôi có thể nói với anh một cách rõ ràng rằng, lúc trước người đại biểu tập đoàn Nguyên Hòa ký hợp đồng với Tân Hải là Nguyên Hòa Hạnh Tử, có lẽ cô ta đã trao quyền cho anh, đáng tiếc chúng tôi lại không ủng hộ đối với loại trao quyền này. Đây là quyết định nội bộ của tập đoàn chúng tôi, không cần phải trưng cầu sự đồng ý của các anh. Trương Dương cười lạnh nói, xin lỗi, tôi nhớ rõ lúc trước trên hợp đồng có một mục như thế này, khi hai bên phát sinh thay đổi nhân sự quan trọng thì trước tiên phải thông báo cho đối phương. Các anh ngay cả chuyện này cũng không làm được thì tôi sao có hứng thú đàm phán với loại người như anh. Nguyên Hòa thu trực, anh nên minh bạch ý tứ của tôi. Anh không có tư cách tới đây đàm phán với chúng tôi. Chúng tôi không thừa nhận anh có thể đại biểu cho tập đoàn Nguyên Hòa. Nguyên Hòa thu trực giận dữ đứng dậy, tôi sẽ kiện các người. Trương Dương nói, muốn đi đâu thì cứ đi, có điều tôi cũng phải nhắc nhở anh, Quý Phương bị tình nghi dính líu đến đến phạm tội buôn bán, chúng tôi đã đưa ra quyết định sẽ tiến hành kiểm tra và phong tỏa tất cả tài sản của tập đoàn Nguyên Hòa ở trong nước, tiến hành điều tra toàn bộ chuyện đa phát sinh trước đây, nếu chứng thực được Quý Phương trong kinh doanh ở Bắc Cảng tồn tại bất kỳ sự thật phạm tội nào thì sẽ nghiêm trị không tha theo pháp luật của Trung Quốc. Nguyên Hòa thu trực bị sự chất vấn tràn ngập khí thế của Trương Dương khiến cho nghẹn lời, hắn hoán hận gật đầu rồi nói anh chờ đó. Nguyên Hòa thu trực đi rồi, Kiều Mộng Viện nhìn thoáng qua bản chi tiết bồi thường trong sọt rác, nói khẽ: "Mấy người Nhật Bản này thật sự là khiến cho người ta buồn nôn, Tân Hải đang ở vào lúc khó khăn, bọn họ vào những lúc như thế này không ngờ lại tranh thủ gây khó dễ." Trương Dương nói: "Người Nhật Bản có lúc nào nói đạo nghĩa đâu, chuyện ngày đó người Nhật Bản phục kích chúng tôi đang được điều tra. Cho dù bọn họ không đi thì anh cũng không định tiếp tục hợp tác với bọn họ." Trương Dương ngồi xuống, Kiều Mộng Viện nhìn ra tâm tình của hắn rất không tốt tới phía sau hắn, bóp vai giúp hắn rồi nói khẽ, nội bộ của tập đoàn Nguyên Hòa hình như xuất hiện một số vấn đề, trước đây luôn luôn là Nguyên Hòa hạnh tử phụ trách sự chuyện bên này, sao đột nhiên đổi thành Nguyên Hòa thu trực. Trương Dương nói, chuyện của nội bộ bọn họ anh không buồn quan tâm. Tóm lại, sự kiện phục kích không có một lời giải thích hợp lý thì anh sẽ không giải trừ niêm phong đối với bọn họ. tiêu Mộng Viện nói, tập đoàn Nguyên Hòa sẽ chối sạch chuyện phục kích các anh chương 2146, lòng người thay đổi 3. Trương Dương nói, thực sự cho rằng người Trung Quốc chúng ta dễ khi dễ như vậy ư. Lần này anh sẽ khiến cho bọn họ tiền mất tật mang. Tiền quyên tặng đầu tiên mà Bắc cảng nhận được là của Tiêu Quốc Thành. Tiêu Mân Hồng tự mình đem một tấm chi phiếu 2.000 vạn nhân dân tệ đưa đến Cục Dân Chính của thành phố Bắc Cảng. Tiêu Quốc Thành làm người nhún nhường, không muốn ra mặt, những chuyện phải xuất đầu lộ diện này tất cả giao cho Tiêu Mân Hồng xử lý. Tiêu Mân Hồng khi bắc cảng cục dân chính bắc cảng thì bị micro của phóng viên và máy ánh vây quanh. Tiêu Quốc Thành đang ở cảng Phước Long, nhìn cảng đầy thương tích sau khi bị sóng thần đi qua, vẻ mặt của hắn vô cùng phức tạp. Nơi này cũng có một khoản đầu tư lớn của Tiêu Quốc Thành, xây dựng thêm và cải tạo cảng Phước Long trên thực tế đầu tư chủ yếu có ba phía: Chính phủ Tân Hải, Tập đoàn Nguyên Hòa và Tiêu Quốc Thành. Sóng thần lần này đã tạo thành tổn thất rất lớn, Tiêu Quốc Thành cũng khó chỉ lo thân mình hắn đang thị sát thực địa ở cảng, khi đang chuẩn bị rời đi thì nhìn thấy một chiếc xe từ xa lái tới, người từ trên xe đi xuống là bí thư thị ủy Tân Hải Trương Dương và phó chủ nhiệm ban chiêu thương Kiều Mộng Viện. Tiêu Quốc Thành đang chuẩn bị đi gặp mặt Trương Dương, không ngờ lại gặp ở đây, hắn đi tới. Gần đây trên mặt mọi người thường thấy nhất là vẻ mặt trầm trọng, rất ít nhìn thấy nụ cười trên mặt mọi người, đối mặt với tràng cảnh sau thiên tai như vậy, quả thực rất ít người có thể cười được. Trương Dương và Kiều Mộng Viện thấp giọng nói gì đó, sau đó thì đi về phía Tiêu Quốc Thành, hai người bắt tay nhau, Tiêu Quốc Thành thở dài, muốn làm thành một chuyện đúng là không dễ dàng gì, chẳng những phải dựa vào sự cố gắng của chính mình mà phải xem sắc mặt của lão Thiên gia nữa. Trương Dương nói, tình huống ngài đều nhìn thấy rồi, cảng phước long tổn hại nghiêm trọng, công trình sơ kỳ bị phá hoại nghiêm trọng, tôi đã trưng cầu ý kiến của chuyên gia, sóng thần lần này chứng minh, phương án thiết kế cảng mới của chúng ta trước đó vẫn tồn tại thiếu sót rất lớn phải đánh sập rồi dựng lại, đưa ra một phương án thiết kế hoàn thiện hơn. Tiêu quốc thành gật đầu, xoay người nhìn nhìn cảng hỗn động, nói khẽ tổn thất lần này thực sự là rất lớn. Trương Dương nói, quả thực rất lớn, bất kỳ chuyện gì cũng tồn tại mạo hiểm, rất nhiều lúc chúng ta chỉ nhìn thấy lợi ích có thể có được mà coi nhẹ những yếu tố khác. Tiêu Quốc Thành nói, tình huống so với trong dự đoán của tôi thì còn nghiêm trọng hơn nhiều. Trương Dương nói, buổi sáng hôm nay Nguyên Hòa Thu trực tới nói muốn rút vốn, còn đòi Tân Hải chúng tôi bồi thường. Tiêu Quốc Thành nhíu mày, nói khẽ, phi tập đoàn Nguyên Hòa không hề câu thông với tôi trong chuyện này. Vẻ mặt của hắn không hề có bất kỳ thành phần giả vờ nào, ánh mắt của Trương Dương dừng lại trên mặt hắn trong chốc lát tiêu tiên sinh tính thế nào. Tiêu Quốc Thành nói, ngạch đầu tư của tôi trong đây không nhiều lắm, tổn thất tất nhiên là ít nhất, có điều tôi vẫn xem trọng tương lai của Tân Hải, xem trọng công trình xây dựng thêm cải tạo cảng Phước Long, Trương Dương nói, đã đã cho người niêm phong tất cả tài sản của tập đoàn Nguyên Hòa ở trong nước, có chứng cứ cho thấy tập đoàn Nguyên Hòa rất có thể có liên quan tới một loạt hành vi phạm tội. Tiêu Quốc Thành gật đầu, tôi cũng không rõ lắm tình huống nội bộ của tập đoàn Nguyên Hòa. Những lời này của hắn nói có chút vô trách nhiệm, dù sao lúc trước chính là một tay hắn dẫn tập đoàn Nguyên Hòa vào Tân Hải. Trương Dương cũng không vạch trần, nhìn cảng Phước Long trước mắt rồi nói khẽ, không lâu nữa Tân Hải sẽ một lần nữa đứng lên. Ánh mắt Tiêu Quốc Thành lộ ra vẻ thưởng thức, tôi tin. Tập đoàn Nguyên Hòa không phải là xí nghiệp ngoại tư duy nhất rút lui, bởi vì sóng thần lần này, rất nhiều ngoại thương có ý đồ đầu tư đều thay đổi chủ ý, trong một tuần ngắn ngủn chỉ khu bảo lưu thuế nhập khẩu Tân Hải cũng đã có gần 20 xí nghiệp lớn nhỏ hoặc là thương gia quyết định rút vốn hoặc là hủy bỏ ý đồ đầu tư, kim ngạch liên quan lên tới 7 tỷ nhân dân tệ, đối mặt với cục diện như vậy, Tân Hải có không ít người đứng ngồi không yên. Phó chủ nhiệm Bộ Chỉ huy xây dựng khu bảo lưu thuế nhập khẩu Tân Hải Thường Hải Thiên Lòng như lửa đốt tới văn phòng của Trương Dương. Hắn báo cáo chuyện này với Trương Dương, mặt trao mặt ủ nói, bí thư Trương, sức ảnh hưởng của sóng thần quá lớn, khu bảo lưu thuế nhập khẩu khó khăn lắm mới có chút khởi sắc, chúng ta tới kinh thành tham gia hội kinh mậu mùa hè, thành quả chiêu thương không tồi, nhưng một hồi sóng thần chẳng những hủy đi tất cả thành quả cố gắng tích cực của chúng ta, hơn nữa còn khiến không ít hạng mục đã được xác định giờ lại chết hiểu, cứ tiếp tục như vậy, Khu bảo lưu thuế nhập khẩu trong tương lai sẽ không được lạc quan. Trương Dương gật đầu, Hải Thiên, điều cần phải làm là công tác tư tưởng cho những nhà đầu tư này. Trấn An tình tự của bọn họ, sóng thần lần này vô cùng đột ngột, phải khiến bọn họ tin chính phủ chúng ta có năng lực xử lý tốt chuyện này. Thường Hải Thiên nói, nói tới rách cả miệng rồi đây này. Tôi và chủ nhiệm Kiều đã liên lạc với các nhà đầu tư rồi, lời hay ý đẹp nói cũng không ít, thành ý lấy ra cũng rất nhiều, nhưng đến cuối cùng vẫn rất ít người hiểu cho. Sóng thần lần này đã mang tới đả kích quá lớn cho mọi người, rất nhiều người hỏi tôi, anh có thể cam đoan về sau sẽ không phát sinh sóng thần nữa hay không? Tôi có thể cam đoan được ư? Chuyện mà lão Thiên gia an bài tôi có thể thay đổi được ư? Thường Hải Thiên tức giận nói. Trương Dương nói, anh có thể nói, tôi không thể cam đoan về sau sẽ không phát sinh sóng thần, nhưng tôi có thể cam đoan về sau thiên tai lớn đến mấy cũng sẽ không mang tới tổn thất quá lớn cho các vị. Thường Hải Thiên nói, bí thư Trương Nói thật, loại lời này tôi không dám nói, tôi không có chỗ dựa đó. Trương Dương nói, trời phải đổ mưa, gái phải theo chồng, muốn ở thì ở, muốn đi thì đi, dưa hái xanh không ngọt, người ta nếu thật lòng muốn chạy thì chúng ta cũng không thể ôm chân năn nỉ người ta ở lại được, cứ để họ đi. Thường Hải Thiên có chút ủ rũ nói, tình huống chiêu thương thời gian trước rất khả quan, tôi còn tưởng rằng khu bảo lưu thuế nhập khẩu hiện giờ đã thành con gái hoàng đế không lo không có ai dước nhưng một hồi thiên tai lại đã đánh cho chúng ta trở về nguyên hình, thành gái già không gả đi nổi mất rồi. Trương Dương nói, Hải Thiên, đừng ủ rũ như vậy, các giới xã hội gần đây cũng có không ít người quyên tiền quyên vật, sóng thần vừa mới qua, mọi người trên tâm lý tồn tại ám ảnh, trên đầu tư áp dụng thái độ cẩn thận quan vọng cũng là điều khó tránh khỏi, tôi tin chỉ trong một quá trình ngắn ngủi, chờ thời gian này qua đi sẽ có chuyển biến tốt thôi. Thường Hải Thiên nói, hy vọng thực sự có thể được như vậy hắn đối với tình trạng trước mắt cũng không lạc quan lắm. Phó Trường Trinh từ bên ngoài bước vào, hắn thông chi xe của Trương Dương đã chuẩn bị xong, Trương Dương hai ngày này kín lịch, lại phải tới Bệnh viện Nhân dân thành phố Tân Hải thăm quần chúng bị thương trong tai nạn lần này. Thường Hải Thiên nói, anh đi làm đi, tôi còn phải làm công tác tư tưởng cho các nhà đầu tư. Trương Dương xuống tới dưới lầu thì nhìn thấy Thường Hải Tâm đang chờ ở đó, trong lúc sóng thần phát sinh cô ta vừa hay tới kinh thành tham gia lớp học bồi dưỡng, Nghe nói bên này đột phát sóng thần thì vội vàng bỏ học chạy về giúp cứu tế. Gần đây Thường Hải Tâm cũng khi khắp nơi tổ chức công tác tuyên truyền và thăm hỏi, bận tới gầy cả người, cô ta lần này là đại biểu đoàn thị ủy thành phố Tân Hải cùng Trương Dương đi thăm hỏi. Mấy người sau khi lên xe thì Trương Dương nói với Thường Hải Tâm, nghe đoàn thị ủy các em tổ chức hành động thanh niên tình nguyện mang tới tác dụng đi đầu rất tốt ở Tân Hải. Thường Hải Tâm nói, khó khăn ở trước mặt mọi người chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có thể cùng bước qua được cửa ải khó khăn các đoàn viên thiên niên tất nhiên phải đi trước trong sự nghiệp công ích chúng em triển khai hành động thanh niên tình nguyện trùng kiến gia viên trong một tuần ngắn ngủ người trẻ tuổi chủ động tham dự hoạt động lần này đã vượt quá năm vạn có người chủ động hiến máu có người quyên tiền quyên vật rồi rất nhiều người tham gia hành động trùng kiến gia viên trước mắt con số thanh niên tình nguyện tham dự hoạt động lần này vẫn đang tăng lên sự nhiệt tình của mọi người đều rất cao Chúng em cũng liên hợp với Hội chữ thập đỏ tổ chức hoạt động quyên tiền, hiện giờ đã nhận được hơn 400 vạn nhân dân tệ của những người nhiệt tâm rồi." Trương Dương gật đầu nói, "Thanh niên là chủ lực trong công tác trùng kiến gia viên của chúng ta, giúp anh chuyển cáo với mọi người, trong lúc nhiệt tâm làm công ích thì phải chú ý tới sức khỏe." Khi lời này, trong ánh mắt hắn lộ ra vẻ nhu tình, Thường Hải Tâm trong lòng ấm áp, biết Trương Dương ngoài mặt là đang bảo cô ta chuyển cáo, nhưng trên thực tế là đang dặn dò cô ta. Thường Hải Tâm nói, bí thư Trương cũng phải chú ý tới thân thể nhiều hơn. Trương Dương nói, thân thể của anh luôn rất tốt. Mặt Thường Hải Tâm nóng lên, thân thể của hắn như thế nào thì cô ta trong lòng đương nhiên hiểu rõ. Chương 2147, Yêu hiến Dân 1. Bệnh viện Nhân dân Tân Hải tổng cộng nhận và chữa trị cho hơn 80 thị dân bị thương trong trận thiên tai này, hiện giờ thương tình của những người này đều đã ổn định, bí thư thị ủy Trương Dương và nhân viên cùng nhau tới thăm hỏi và an ủi. Trước mặt tình huống đột phát, chỉ dựa vào lực lượng chữa bệnh của bản thân Tân Hải là không đủ, cho nên thành thị huynh đệ chung quanh cũng ra sức ủng hộ. Trong lúc Trương Dương tới thăm liền gặp đội ngũ chữa bệnh do vô Tử Lương cầm đầu từ gian thành tới, lão bằng hữu gặp lại tất nhiên nói mãi không hết chuyện. Vu Tử Lương giới thiệu đoàn đội chữa bệnh của bên mình với Trương Dương, Trương Dương biểu thị lòng biết ơn đối với Vu Tử Lương. Vu Tử Lương nói, đừng cảm ơn một mình tôi, chữa bệnh là phải dựa vào đoàn đội công tác. Nếu chỉ có một mình tôi thì cũng không lo được nhiều việc như vậy, mỗi một đồng chí trong đoàn đội của chúng tôi đều có trình độ chữa bệnh và tố chất y đức cao, có một số đồng chí còn bởi vì ngày đêm không ngừng công tác mà ngã bệnh, đúng rồi, anh chắc biết, Tả Hiểu Tình, con gái của viện trưởng Tả. Trương đại quan nhân nghe thấy tên của Tả Hiểu Tình thì nội tâm không khỏi chấn động, hắn thật sự là không ngờ Tả Hiểu Tình cũng tới Tân Hải, có điều Trương Dương không hề biểu hiện ra vẻ kích động của hắn trước mặt người khác, nói khẽ cô ta cũng ở đây à. Phu tử Lương nói: "Từ sau khi bên này phát sinh sóng thần, cô ta liền cùng chúng tôi tới đây, tính ra thì chúng tôi đã ở đây một tuần rồi, Hiểu Tình cơ hồ không hề nghỉ ngơi, sáng sớm hôm nay đột nhiên té xỉu, chủ yếu là do quá mệt mỏi, tôi bảo đồng sự đưa cô ta về nghỉ ngơi rồi." Trương Dương gật đầu, hỏi rõ địa chỉ của Tả Hiểu Tình. Sau khi kết thúc chuyến viếng thăm bệnh viện thì Trương Dương dành thời gian tới khách sạn Thương Vụ Hải Tinh ở đối diện bệnh viện. Tả Hiểu Tình mở cửa phòng cơ hồ không thể tin vào hai mắt của mình, Trương Dương. Trương Dương mỉm cười nói, thật ra cô không nên cảm thấy ngạc nhiên, nơi này là Tân Hải, người nên cảm thấy ngạc nhiên là tôi mới đúng. Tả Hiểu Tình mỉm cười, nụ cười của cô ta có chút yếu ớt, trong ánh mắt tràn ngập vẻ mệt mỏi, lui về phía sau một bước rồi nói khẽ, vào ngồi chơi đi. Trương Dương đi vào trong phòng, phòng cũng không lớn, Trương Dương ngồi xuống một cái giường trong phòng. Xem ra phía Tân Hải chúng tôi chưa an bài được điều kiện tốt cho tổ chuyên gia các cô." Tả Hiểu Tình nói, "Chúng tôi là tới cứu người chứ không phải là khách du lịch." Cô ta rót cho Trương Dương trà, đưa vào tay hắn, "Anh sao biết tôi ở đây?" Trương Dương nhìn mặt Tả Hiểu Tình, có chút quan tâm nói, "Vừa rồi tới bệnh viện thăm người bị thương, nghe giáo thủ Vu nói cô bị bệnh." Tả Hiểu Tình nói, "Không có bệnh gì cả, chỉ là mấy hôm nay liên tục công tác nên có chút mệt mỏi, được nghỉ ngơi tới chưa là đỡ rồi." tôi đang định buổi chiều quay lại làm. Trương Dương nói, đừng vất vả như vậy, phải chú ý tới thân thể hơn, nếu mệt quá mà sinh bệnh. Trương Dương tạm dừng một chút, cuối cùng vẫn dũng cảm nói ra, tôi sẽ rất đau lòng. Trên khuôn mặt vốn tái nhợt của tả hiểu tình phủ lên một tầng đỏ ửng, lông mi dài cục xuống, không dám nhìn Trương Dương. Thần thái ngượng ngùng như vậy khiến Trương Dương không khỏi nhớ tới tình cảnh lúc bọn họ mới quen ở Xuân Dương, tất cả chỉ như hôm qua nhưng mấy năm nay lại xảy ra quá nhiều chuyện tâm tính của hắn và cô ta hiện giờ cũng rất khác khi đó tả hiểu tình nói anh cũng phải chú ý tới sức khỏe gần đây công tác khẳng định rất bận trương dương nói lúc bận nhất qua rồi qua vài ngày nữa tôi chắc phải tới kinh thành chứng thực một số chuyện về phương diện quyên góp tả hiểu tình ngẩng đầu nhìn trương dương rồi nói không biết vì sao tôi thủy chung cảm thấy anh vẫn là anh chàng vệ giáo sinh trước kia Nói tới đây chính cô ta cũng xấu hổ bật cười, có phải rất kỳ quái hay không? Trương Dương nói, có thể đây là hoài cựu, ở trong mắt tôi tôi thủy chung coi cô là học tỷ năm đó. Tả Hiểu Tình nói, rất nhiều năm đã trôi qua rồi, phải không? Trương Dương gật đầu theo, lại cảm thấy mình đáp lại như vậy tựa hồ có chút không thỏa đáng, bổ sung cũng may chúng ta đều khỏe. Cũng may, Tả Hiểu Tình phụ họa rồi không nhịn được liền bật cười, chúng ta sao giống một đôi bạn già nói chuyện với nhau thế nhỉ? Trương Dương nói, có thể mấy chục năm sau, thật sự có một ngày chúng ta sẽ nói lại như vậy. Tả hiểu tình bởi vì những lời này của hắn mà trầm mặc. Điện thoại của Trương Đại Quan Nhân đổ chuông, hắn bắt máy, là Phó Trường Trinh gọi tới, Bí Thư Trương, có vị khách nhân quan trọng muốn gặp ngài. Trương Dương nói, ai? Phó Trường Trinh nói, người ta chỉ nói tới để đầu tư. Trương Dương nghe mà không hưu dơ ra sao, nói tới cùng Phó Trường Trinh vẫn không tiết lộ thân phận của đối phương, Phó trưởng Trinh rất ít khi lập lờ với mình như vậy. Tả hiểu tình nghe nói Trương Dương có việc, chờ hắn sau khi hắn buông điện thoại thì lập tức nói, anh bận thì đi đi, tôi không sao, buổi chiều lại đi làm. Trương Dương nói, vốn đang muốn mời cô ăn cơm. Tả hiểu tình cười nói, tôi tạm thời không đi được, có cơ hội thì cùng nhau ăn bữa cơm, công tác của anh quan trọng hơn, Tân Hải hiện có nhiều chuyện như vậy, tôi cũng không dám làm mất thời gian của anh. Trương Dương đứng dậy, nếu là trước đây, chuyện chiêu thương dẫn từ hắn sẽ đẩy cho người khác lo, nhưng gần đây bởi vì trận thiên tai này, khiến cục diện chiêu thương dẫn tư của Tân Hải đột nhiên trở nên khẩn trương, cho nên trương đại quan nhân cũng biểu hiện ra vẻ coi trọng trước giờ chưa từng có đối với nhà đầu tư, tha rằng bỏ qua cơ hội ăn cơm với tỉnh nhân cũ, cũng phải đi về làm việc đã. Trương Dương trở lại văn phòng thì nhìn thấy Phó Trường Trinh đang ở bên ngoài chờ mình, hắn cười nói chuyện nưng mà thần bí thế. Phó Trường Trinh nói, tôi cũng không biết đối phương đến đây, cô ta chỉ đích danh muốn gặp anh, nói là muốn đầu tư ở khu bảo lưu thuế nhập khẩu. Trương Dương nói, người muốn tới khu bảo lưu thuế nhập khẩu đầu tư nhiều như vậy, nếu ai tôi cũng phải gặp, vậy thì là một ngày 24 tiếng đồng hồ cũng không đủ. Phó Trường Trinh nói, lần này thì khác, cô ta nói muốn đầu tư 1 tỷ đô la. Trương Đại Quan Nhân nghe thấy con số này thì lập tức có chút líu lưỡi, 1 tỷ đô la có thể nói là một khoản rất lớn, cho tới bây giờ khu bảo lưu thuế nhập khẩu vẫn chưa có một nhà đầu tư nào đầu nhập vốn lớn tới như vậy. Trương Đại Quan Nhân nửa tin nửa ngờ nói, không phải đang đùa với chúng ta chứ hả? Phó Trường Trinh nói, cô ta đang ngồi trong văn phòng kia kia. Trương Dương gật đầu, đẩy cửa đi vào, trên sofa trong văn phòng có một Mỹ phụ trung niên đang ngồi, trước kia mình chưa bao giờ gặp cô ta, Thật ra Trương Đại quan nhân trước khi đi vào văn phòng vốn cho rằng người tới chắc là người quen cũ của mình, sau khi nhìn thấy thì mới biết mình căn bản chưa từng gặp đối phương. Mỹ phụ trung niên đứng dậy vươn tay về phía hắn, Trương Đại quan nhân mỉm cười bắt tay cô ta, Mỹ phụ trung niên nói: "Trương tiên sinh, xin cho phép tôi được tự giới thiệu, tôi tên là Thôi Huỳnh Trí, là người tổng phụ trách bộ phận sự nghiệp hải ngoại của tập đoàn Lam Tinh." Chương 2148, Yêu hiến dân 2 Trương đại quan nhân lập tức minh bạch, Thôi Uyển Chí hiển nhiên là đại biểu cho Kim Mẫn Nhi mà đến, trên tình cảm lập tức thân cận hơn rất nhiều, Trương Dương mời Thôi Uyển Chí ngồi xuống. Phó Trường Trinh đi tới pha trà cho vì hắn, lại thay nước ấm cho Thôi Uyển Chí, sau đó đóng cửa phòng đi ra. Thôi Uyển Chí chủ động nói rõ ý đồ đến, tôi lần này là đại biểu Kim Tiểu Thư mà đến. Trương Dương nói, cô ta có khỏe không? Thôi Uyển Chí nói, cô ta gần đây đều ở Đông Kinh, Kim tiên sinh ra đi quá đột nhiên, cho nên Lam Tinh còn có rất nhiều chuyện chờ được giải quyết. Vốn cô ta nghe nói chuyện bên này phát sinh sóng thần thì chuẩn bị tự mình tới, nhưng thực sự là không kiếm đâu ra được thời gian, cho nên chỉ có thể để tôi đại biểu cô ta tới đây. Trương Dương gật đầu nói, cô vừa rồi nói muốn tới Tân Hải đầu tư ư? Thôi Uyển Chí gật đầu nói, chuyện đầu tư vào khu bảo lưu thuế nhập khẩu Tân Hải thật ra lần trước khi Kim tiểu thư tới khảo sát đã được xác định cơ bản rồi chỉ là vì biến cố xảy ra đột nhiên cho nên mới chỉ hoãn tới bây giờ. Lam Tinh vẫn ngư cầu thành lập một tòa trung tâm kho bãi quy mô lớn tại châu Á, Tân Hải về hoàn cảnh địa lý có ưu thế rất lớn, phù hợp với điều kiện của Lam Tinh. Cô ta cười nói Trương Tiên Sinh không cần cân nhắc quá nhiều, Lam Tinh cuối cùng quyết định đầu tư ở Tân Hải không phải là vì tình cảm cá nhân mà là kết quả cân nhắc tổng hợp. Trương Dương nghe cô ta nói như vậy thì cũng không khỏi bật cười, xem ra thôi Uyển Chí vô cùng hiểu rõ tình cảm của mình và Kim Mẫn Nhi. Trương Dương nói, thật không dám giấu, gần đây tình trạng chiêu thương của Tân Hải cũng không tốt lắm, bởi vì trận sóng thần này, rất nhiều nhà đầu tư đã đạt thành ý hướng lại thấy khó mà lui. Thôi Uyển Trí nói, trong mắt chúng tôi, càng vào những lúc như thế này càng có thể thể hiện được thành ý của chúng tôi, đồng thời tôi cũng tin Quý Phương cũng sẽ biểu hiện ra thành ý tương ứng, sẽ cung cấp cho tập đoàn Lam Tinh chính sách tốt nhất, điều kiện hậu đãi nhất. Trương Dương bật cười, Lúc này hắn mới Lam tinh lần này tới đầu tư không chỉ là vì tình cảm giữa hắn và Kim Mẫn Nhi, mấu chốt còn nắm ở lợi ích buôn bán, bất kể tình cảm của Kim Mẫn Nhi đối với mình sâu đập như thế nào cũng không thể thuyết phục được toàn bộ ban giám đốc Lam tinh đầu tư một cách mù quáng. Cô ta chỉ có thể đề nghị, có thể được ban giám đốc công nhận và thông qua là vì tất cả thành viên hội động quản trị đều nhìn thấy tiền cảnh đầu tư lần này. Trương Dương nói, thôi tiểu thư yên tâm, chúng tôi sẽ cung cấp cho quý phương điều kiện ưu đãi nhất. Thôi Uyển Trí mỉm cười nói, Trương Tiên Sinh là người sảng khoái, lần này ngạch đầu tư bước đầu của chúng tôi là 1 tỷ đô la, về sau cũng không loại trừ khả năng sẽ đầu tư thêm. Ngoài ra, Kim Tiểu Thư bảo tôi đại biểu cô ta quyên góp 1.000 vạn đô la cho Tân Hải, để giúp thị dân gặp tai họa trong sóng thần lần này, coi như là một phần tâm ý của toàn thể viên công Lam Tinh. Thôi Uyển Trí đưa ra chi phiếu. Trương Đại Quan Nhân cầm chi phiếu, trong lòng không khỏi có chút kích động, đây là cùng chung hoạn nạn có chân tình, Mẫn Nhi đối với hắn quả nhiên là tình thâm nghĩa trọng, nếu nói đầu tư vào khu bảo lưu thuế nhập khẩu Tân Hải có sen lẫn nhân tố buôn bán thì một ngàn vạn đô la quyên góp này là tình ý thật. Thân là một người Hàn Quốc, việc gì phải quan tâm tới tình hình thiên tai của một thành phố cấp huyện Trung Quốc như vậy, còn không phải bởi vì tên tình lang hắn ư. Trương Dương nói cô ta có khỏe không? Thôi huyền trí nói, vẫn khỏe, cô ta xong sự vụ của Lam Tinh ở hải ngoại sẽ tới Tân Hải. Chuyện xác đi ác chi tiết hợp tác thì tất nhiên giao cho Kiều Mộng Viện. Kiều Mộng Viện nghe nói Kim Mẫn Nhi chẳng những quyết định đầu tư 1 tỷ đô la vào khu bảo lưu thuế nhập khẩu Tân Hải còn còn quyên giúp 1.000 vạn đô la để cứu tế. Không khỏi kinh thán Kim Mẫn Nhi ra tay rộng rãi quá, hai người hình như rất không bình thường. Trương Đại Quan Nhân không khỏi cười bảo, có gì mà không bình thường, không phải vậy đâu. Kiều Mộng Viện nói, gì cơ, em sao không nghe rõ, cô ta thông minh cỡ nào chứ, sao lại không nghe ra hàm nghĩa trong lời nói của trương dương mấy ngày qua tâm tình của trương đại quan nhân chưa bao giờ tốt như vậy hắn thở phào vẫy vẫy tay với kiều mộng viện kiều mộng viện nhìn thấy vẻ mặt thần bí của hắn thì đi đến bên cạnh hắn nói chuyện gì mà thần bí thế trương dương ôm eo cô ta rồi kéo một cái kiều mộng viện mất thăng bằng ngã vào trong lòng hắn cắn rồi nhẹ giọng gắt đáng ghét nơi này là văn phòng của anh Trương đại quan nhân nói, chẳng lẽ em không rõ đạo lý nơi càng nguy hiểm thì càng an toàn ư? Kiều mộng viện chỉ cảm thấy bên dưới lạnh toát, thì ra thằng cha này đang vén váy cô ta lên, cô ta hô khẽ anh, tay của Trương Dương đã thỏ vào giữa hai chân cô ta, Kiều mộng viện xưa nay rất sụt rè, loại chuyện hoang đường này cô ta chưa bao giờ nghĩ tới, thân thể mềm mại theo bản năng dãy ruộng, đừng làm bậy. Thân trên lại đang nằm trên bàn, Kiều mộng viện vẫn thiếu kinh nghiệm phòng bị, tư thế như vậy không những không có tác dụng phòng ngự ngược lại còn sáng tạo điều kiện tiện lợi cho Trương Đại Quan Nhân xâm nhập thêm. Trương Đại Quan Nhân nhẹ nhàng kéo quần lót của Kiều Mộng Viện xuống, người dướn lên, dí sát vào cặp mông trắng của Kiều Mộng Viện. Kiều Mộng Viện rên lên một tiếng, thân thể mềm mại bởi vì sự xâm nhập của thằng cha này mà trở nên mềm yếu vô lực. Cô ta bỗng nhiên nhớ tới một câu, nếu không thể phản kháng thì tốt nhất hãy nhắm mắt hưởng thụ. Mấy ngày qua Trương Dương quá căng thẳng, nghiêm túc tới mức cơ hồ biến thành người khác. Chuyện gần đây hiển nhiên đã mang tới áp lực quá lớn cho hắn, lúc này sự hoang đường của Trương Dương lại khiến Kiều Mộng Viện cảm thấy an ủi và vui sướng, biết hắn cuối cùng cũng chậm rãi thoát khỏi tình tự xa suốt lúc trước, nếu như vậy có thể giúp hắn bỏ bớt áp lực, cứ mặc hắn hoang đường một lần thì có sao. Trong nhất thời trong văn phòng xuân sắc khôn cùng, Trương Đại Quan Nhân dùng hết tất cả chiêu thức, biến Kiều Mộng Viện thành mềm như bún, tuy rằng cố nén nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được thấp giọng rên gì, như vậy càng dễ khiến cho người ta từ trong đáy lòng sinh ra một loại kích thích. Trương Đại quan nhân chinh chiến trên người Kiều Mộng viện cho tới lúc người ấy thấp giọng xin tha thì mới trút ra tất cả áp lực nhiều ngày qua vào trong người cô ta. Kiều Mộng viện đỏ mặt sửa sang lại quần áo, cả nửa ngày sau mặt vẫn đỏ bừng, dưới loại tình huống này cô ta cũng không dám ra ngoài, bảo trì một khoảng cách với Trương Dương, ngồi đối diện hắn khẽ cắn môi nói, anh đúng là tên bí thư lưu manh. Nói tới đây chính cô ta cũng không nhịn được liền bật cười. Trương Đại Quan nhân quét dọn sạch sẽ chiến trường, thản nhiên như không ho khan một tiếng rồi cầm chén trà lên bổ sung lượng nước. Cảm thán nói, đúng là sảng khoái. Kiều Mộng Viện nghĩ thầm anh thì sảng khoái rồi, biến người ta thành một mảng lầy lội, nhớ tới tình cảnh chiến Nguyên vừa rồi lại không khỏi mặt đỏ tim đập. Cô ta thở nhẹ ra, bình tĩnh một chút rồi nói khẽ, vừa rồi muốn nói với anh một chuyện, nhưng bị anh làm cho quên mất rồi. Chương 2149, yêu hiến dâng 3 trương dương cười nói không vội em cứ từ từ mà nghĩ có muốn anh giúp em ôn tập quá trình vừa rồi một chút không kiều mộng viện vội vàng xua tay đừng trương dương cười ha ha kiều mộng viện lúc này mới nghĩ ra đúng rồi em nghe nói yên nhiên gần đây sẽ về nước trương đại quan nhân gật đầu không sai cô ta sắp tới sẽ về có thể là trong hai ngày nữa kiều mộng viện nói có muốn nói chuyện tử tế với cô ta không trương dương nhìn mắt đẹp của kiều mộng viện tâm tư của nữ hài tử không phải dễ nắm bắt tuy rằng một đám hồng nhan tri kỷ này của mình đều biểu hiện vẻ rộng rãi phi thường lớn nhưng trong lòng họ rốt cuộc nghĩ gì thì vẫn rất khó nói dù sao ở thời đại hiện tại không có ai rộng lượng tới mức nguyện ý chia sẻ tình cảm với người khác trương dương nói để sau hãng tính kiều mộng viện nói thật ra hai người không nên chia tay trương dương nói trong lòng em thực sự có thể để anh có nữ nhân khác ư kiều mộng viện mím môi nói khẽ em có lựa chọn khác ư trương dương nói gì cơ anh nghe không rõ kiều mộng viện nói cho dù anh là cây của cải hoa tâm cho dù anh có nhiều tật xấu như vậy nhưng đem anh ra so sánh với người khác thì cuối cùng anh vẫn luôn thắng cho nên em cuối cùng không thể không lựa chọn chịu đựng khuyết điểm của anh em nghĩ người khác cũng giống em trương đại quan nhân nói mộng viện anh thực sự không nghe ra em là đang mắng anh hay là đang khen anh Kiều Mộng Viện mỉm cười đứng dậy, anh muốn nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế, có điều hiện tại em bắt đầu có chút tin, anh đại khái thật sự là từ cổ đại đến. Trường đại quan nhân nhìn bóng dáng thức tha nhiều vẻ của Kiều Mộng Viện, khóe môi lộ ra nụ cười hạnh phúc. Sau khi phát sinh sóng thần ở Bắc Cảng, các giới của xã hội đều biểu hiện ra sự chú ý mãnh liệt tới việc này, ở các nơi đều tích cực quyên tiền quyên vật, là tuệ ninh sau khi biết được việc này thì phát động quan hệ của bà ta lấy danh nghĩa quỹ của thiên chỉ tiên sinh và hội chữ thập đỏ cùng nhau chuẩn bị một hồi bán đấu giá trần tai, xác định vào cuối tuần đầu tiên sau khi sóng thần phát sinh, tiệc cứu trợ thiên tai lần này đặc biệt mời không ít nhân vật nổi tiếng của kinh thành. Hoạt động từ thiện lần này gắn liền chặt chẽ với Bắc Cảng, phía Bắc Cảng theo lý thì nên phối hợp, sau khi trải qua bàn bạc thì Cung Hoàn Sơn vừa mới đi lên vị trí người đứng đầu Bắc Cảng và Cục trưởng Dân chính thành phố Bắc Cảng Khư Nguyệt Minh, bí thư thị ủy Tân Hải Trương Dương cùng nhau tới kinh thành tham gia tiệc tối từ thiện này. Nếu đơn thuần là tính chất phương, Trương Dương cũng không muốn đi, nhưng lần này người tổ chức tiệc tối là mẹ nuôi La Tuệ Ninh của hắn, về tình về lý thì Trương Đại Quan Nhân đều phải tự mình tới kinh thành một chuyến. Trương Dương cảm thấy biến hóa chung quanh phát sinh chung quanh, hiện tại rất nhiều người nhìn thấy mình đều biểu hiện ra vẻ vô cùng khách khí, ví dụ như Cục trưởng Dân Chính Khư Nguyệt Minh, nhìn thấy mình thì cười nịnh bợ, lưng cũng cong như con tôm, khi nói chuyện với mình thì rất nghiêm túc lắng nghe, còn vừa nghe vừa rất phối hợp liên tục gật đầu, Trương Dương nhớ rõ trước đây Khư Nguyệt Minh cũng không phải là như vậy, chẳng lẽ có liên quan tới mình đã trở thành thường ủy thành phố Bắc Cảng ư? Thái độ của Cung Hoàn Sơn đối với Trương Dương cũng rất khách khí, tuy rằng hắn trước đây khá phản cảm đối với Trương Dương, nhưng trải qua phong ba gần đây, Cung Hoàn Sơn đã nhìn thấu sĩ đồ, vị trí bí thư thị ủy trước đây vẫn luôn được hắn khát vọng hiện giờ đã thành công bị hắn ngồi dưới mông, nhưng hắn từ trong đáy lòng vẫn cảm thấy vị trí không phải thoải mái như vậy, thậm chí còn có chút như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Đầu óc của cung hoàn sơn tỉnh táo chưa từng có, biết mình nhất định chỉ là một người qua đường, nhìn thấy đám người tưởng hồng cương, cung kỳ vĩ, hạng thành lần lượt ngã xuống một cách bi thảm, cung hoàn sơn mới hiểu được đạo lý vị trí càng cao thì phiêu lưu càng lớn, hiện tại ngẫm lại thành thành thật thật ở vị trí thị trường cũng không tồi. Khi cung kỳ vĩ hy sinh, sự bi thương của Trương Dương bị rất nhiều người nhìn thấy, cung hoàn sơn cũng là một trong số đó, hắn từ trên tình cảm của Trương Dương đọc hiểu được một chuyện, giữa Trương Dương và Cung Kỳ Vĩ Thủy Trung đều là bằng hữu chân thành, sự mâu thuẫn của hai người trước đây trên căn bản là diễn trò. Trước đây Cung Hoàn Sơn một độ cho rằng Trương Dương đã thất sủng ở các mặt, nhưng trận thiên tai này của Bắc Cảng khiến hắn thấy rõ rất nhiều chân tướng của sự thật, rất nhiều chuyện đều là đang bố nghi trận, nếu giữa Trương Dương và Cung Kỳ Vĩ là liên thủ diễn trò cho người ta xem. Như vậy rất nhiều thứ hắn nhìn thấy không phải là chân tướng của sự thật, Ví dụ như mâu thuẫn của Trương Dương và Văn Gia, chắc không nghiêm trọng như trong tưởng tượng, có lẽ mâu thuẫn chỉ tồn tại giữa hắn và Văn Hạo Nam. Về phần thái độ của vợ chồng Văn Quốc Quyền đối với Trương Dương không hề biến hóa Văn Hạo Nam, từ việc La Tuệ Ninh nhiệt tâm tổ chức quyên tiền từ thiện lần này có thể thấy được. Nếu không phải vì cậu con nuôi Trương Dương này, bà ta chắc sẽ không biểu hiện ra lòng nhiệt tâm như vậy đối với chuyện của Bắc Cảng. Dưới sự bày mưu đặt kế của Cung Hoàn Sơn, hắn và Trương Dương ngồi cạnh nhau, sau khi máy bay cất cánh, Cung Hoàn Sơn nói: "Tiệc tối từ thiện lần này nhờ cả vào anh, chuyện cụ thể chỉ có thể do anh đi làm." Trương Dương nói: "Không sao, có điều ngài rốt cuộc muốn tôi nói gì?" Cung Hoàn Sơn nói: "Chúng ta lần này tới đây chủ yếu là để giới thiệu về tình hình thiên tai của Bắc Cảng, nói một chút về những sự tích anh hùng phát sinh trong quá trình chống thiên tai, nói tóm lại thì phải khiến cho người ta cảm động, phải thông qua giảng thuật của chúng ta để cho người khác hiểu rõ tình hình thiên tai của Bắc Cảng." hiểu rõ về tổn thất của người dân, khiến các giới của xã hội cố gắng quyên giúp chúng ta nhiều hơn một chút. Những lời này của Cung Hoàn Sơn nói rất trắng trợn. Nhưng Trương Đại Quan Nhân nghe thì thấy những lời này của Cung Hoàn Sơn lộ ra vẻ hẹp hòi, hắn nhíu mày, thị trưởng cung, chúng ta là tới quyên tiền chứ không phải xin cơm, nếu nói mình quá thảm, có phải rất sỉ nhục hình tượng của Bắc Cảng hay không? Tuy rằng Cung Hoàn Sơn đã tạm thay trước bí thư thị ủy, nhưng Trương Dương vẫn quen gọi hắn là thị trưởng cung. Cung Hoàn Sơn cũng không cảm thấy khó chịu, hắn thở dài, tôi cũng không muốn như vậy đâu, nhưng tình huống hiện thực bày ra đó, bác Cảng phải Bắc Cảng tổn thất quá lớn, điều bức thiết trước mắt của chúng ta là cần được ngoại giới trợ giúp, hơn nữa chúng ta cũng không cần khuyết đại, tình huống thực tế của Bắc Cảng sờ sờ ra đó mà." Trương Dương nói, tôi cảm thấy không cần thiết phải nói mình quá thảm, dù sao cứ nói tình hình thực tế là được, loại chuyện như quyên tiền này cần người ta cam tâm tình nguyện, chúng ta không thể thò tay vào túi người khác mà móc tiền được hơn nữa quyền tiền cũng chỉ có thể tạo được tác dụng phụ thôi muốn giúp bắc cảng thực sự có thể sớm ngày bước ra khỏi khó khăn thì chỉ có thể là chúng ta mà cũng phải là chúng ta cung hoàn sơn nói nếu có thể được cấp trên ra sức ủng hộ tôi nghĩ bắc cảng sẽ khôi phục nguyên khí nhanh hơn tiểu trương à lần trước phó thủ tướng văn khi tới bắc cảng từng nói sẽ viện trợ cho bắc cảng với tất cả khả năng lần này đến kinh anh hay là cơ hội câu thông một chút với ông ta đi trương dương nói ông ta không nói với tôi hay là tôi giúp ngài liên hệ gặp mặt nhé ngài cứ trước tiếp hỏi ông ta cung hoàn sơn lắc đầu nói tôi tham gia xong tiệc tối sẽ đi ngay bắc cảng có cả một đống chuyện không thể ở lâu được thật ra anh câu thông với phó thủ tướng văn thì tiện hơn chuyện này nhờ cả vào anh cung hoàn sơn ngươi không phải kẻ ngốc hắn đương nhiên biết mình vẫn chưa có phân lượng này có điều gần đây vì chuyện của bắc cảng hắn được cho được cho là tận tâm hết sức nếu đã ngồi trên vị trí này đừng quản có thể ngồi được bao lâu, nói chung cứ cố mà làm ít chuyện có ích. Đoàn người xuống máy bay, vừa mới ra tới cửa lớn của sân bay thì liền nhìn thấy ba chiếc xe Mercedes của ban chú Kinh Bắc Cảng chỉnh tề đỗ bên ngoài, chủ nhiệm ban chú Kinh Bắc Cảng tân nhiệm Bồ Đại Cường xuất lĩnh hai vị trợ lý và ba vị lái xe của ban chú Kinh tất cả mỉm cười đứng ngoài chờ đợi, Bồ Đại Cường là thay Hoác Vân Châu đảm nhiệm chức chủ nhiệm ban chú Kinh Bắc Cảng. Trước đây hắn từng đảm nhiệm chức phó thư ký trưởng chính phủ thành phố, trên trình độ nhất định có thể nói là thân tín của Cung Hoàn Sơn, là người được một tay Cung Hoàn Sơn đề bạt lên, bởi vì gần đây bắc cảng thay đổi, cho nên tâm tình của Bồ Đại Cường cũng vô cùng khẩn trương. Bất kỳ ai mới tới một cương vị mới, luôn muốn nhanh chóng làm ra một số thành tích, đạt được sự tán thành của người khác, nhất là sự tán thành của lãnh đạo, Bồ Đại Cường cũng như vậy, từ sau khi hắn thượng nhiệm, Cung Hoàn Sơn vẫn là lãnh đạo cao cấp nhất hay là hắn từng tiếp đãi, hơn nữa còn có ơn chi ngộ đối với hắn gần đây chính đàn bắc cảng gió nổi mây phun, trong thể chế cơ hồ mỗi người đều bất an, Bồ Đại Cường rất muốn ở trước mặt bí thư tân nhiệm biểu hiện tốt một chút, cho nên đối với lần này cung hoàn sơn tới đã chuẩn bị rất công phu. Đặc biệt xuất động 3 chiếc xe Mercedes, ban chú kinh bắc cảng thật ra chỉ có một chiếc, hai chiếc khác là dùng quan hệ để mượt, hai vị trợ lý đều là mỹ nữ, một vị là diễn viên vũ đạo Mạnh Thuần Yến đặc biệt điều từ đoàn ca múa thành phố tới. Một vị là địch hồng hồng của ban tuyên truyền đoàn thị ủy, loại bộ môn như ban chú kinh thường xuyên tiếp đái lãnh đạo, nhân tuyển quan hệ xã hội cũng phải chú ý tới diện mạo, ấn tượng đầu tiên tạo cho người ta luôn rất quan trọng. Có điều hai trợ lý này cũng không phải là bồ đại cường an bài, địch hồng hồng là quan hệ của cung Hoàn Sơn, về phần mạnh thuần yến, đó cũng là chủ nhiệm ban chú kinh tiền nhiệm Hoác Vân Châu đề cử. chương 2150, Yêu Hiến dâng 4 Bồ Đại Cường tự nhận là đã an bài tỉ mỉ, chắc sẽ khiến lãnh đạo hài lòng ít nhất cũng sẽ không mọi ra sai lầm quá lớn nhưng nhìn thấy vẻ mặt của cung hoàn sơn thằng cha này lập tức minh bạch hôm nay mình vỗ mông ngựa sai chỗ rồi vốn muốn vỗ nhẹ vào cái mông người ta để người ta thoải mái một chút nhưng lại vỗ trúng chân rồi cung hoàn sơn không hề lập tức phát tác sắc mặt âm trầm lên ô tô bồ đại cường kinh sợ cười bồi với hắn sau đó thì cười bồi với trương dương theo lý thuyết bồ đại cường không cần thiết phải cười bồi với trương dương nhưng hiện tại trương đại quan nhân đã biến hóa nhanh chóng trở thành thường ủy thị ủy địa vị chính trị đã trên bồ đại cường cho nên cười bồi là đúng trương dương cười cười hắn cũng nhìn ra bồ đại cường vỗ mông ngựa sai chỗ rồi không lên xe với cung hoàn sơn mà lên một chiếc khác cùng với cục trưởng dân chính khư nguyệt minh phụ trách tiếp bọn họ là mạnh thuần yến mạnh thuần yến cũng là hạng người hay nói lên xe thì ngồi ở ghế phụ xoay lại cười nói bí thư trương cục trưởng khưu từ lúc biết các anh muốn tới kinh, ban chú kinh chúng tôi đã liền bắt đầu chuẩn bị. Trương Dương nói, chúng tôi đến kinh cũng không phải là lần đầu tiên, ở lại ban chú kinh Bắc Cảng cũng không phải là lần đầu tiên, có gì mà phải chuẩn bị. Mạnh Thuần Yến nói, lần này thì khác, chúng tôi biết lần này các lãnh đạo là đặc biệt tới vì chuyện quyên góp, cũng biết gần đây các lãnh đạo vì tình hình thiên tai của Bắc Cảng mà mất ăn mất ngủ. Lần này đến kinh, chúng tôi sẽ tận lực an bài cho các vị lãnh đạo chu đáo một chút để các vị có thể được thả lỏng một chút. Khư Nguyệt Minh nói, thả lỏng không được đâu, tại như vậy nhiều người dân tại như vậy đều chờ cứu trợ. Chúng tôi làm sao có tâm tình mà thả lỏng. Mạnh Thuần Yến nói, thân thể là tiền vốn của cách mạng, nghỉ ngơi là cần thiết, bằng không các anh nếu mệt tới bị bệnh, thì còn ai đứng ra dẫn dắt chúng tôi. Khư Nguyệt Minh cười cười không nói gì, hắn cảm giác nữ nhân Mạnh Thuần Yến này tuy rằng thích thích nói, nhưng lại có chút nói không đúng điểm, loại nữ nhân này chắc thuộc hắn liếc ngực của Mạnh Thuần Yến, sau đó nghĩ tới một từ rất thỏa đáng, ngực to không não. Trương đại quan nhân đối với nữ nhân như vậy cũng không có hứng thú gì, bất kể diện mạo hay là chỉ số thông minh thì đều không giấy lên được chút gợn sóng nào trong lòng hắn. Trương đại quan nhân lười biếng nhắm mắt lại, lề mề đáp lại địa cầu này thiếu ai thì cũng vẫn quay. Đổi thành nữ tử hơi thông minh một chút nghe thấy câu này sẽ hiểu im lặng là vàng, nhưng Mạnh Thuần Yến lại bật cười khanh khách, bí thư trương, ngài thật sự là hài hước, chẳng trách ngài lại trở thành tình nhân trong mộng của nhiều nữ hài tử như vậy trương đại quan nhân dứt khoát kệ cô ta nhưng khư nguyệt minh lúc này lại nổi hứng thú hỏi thật ư mạnh thuần yến chớp chớp đôi mắt cũng được coi là quyến rũ sao không thật tôi nếu trẻ lại vài tuổi thì cũng sẽ động tâm trương đại quan nhân nghe đến đây không nhịn được liền bật cười mở mắt ra nhìn khuôn mặt có vài phần tư sắc nhưng không cách nào thoát khỏi sự tục tằng của mạnh thuần yến gật đầu nói tôi hiện tại là một người cô đơn, hay là mạnh tiểu thư giúp tôi tìm một người đi. Mạnh Thuần Yến nhìn hai mắt thâm thúy của Trương Dương, đột nhiên có chút tim đập thình thịch, có điều cô ta vẫn chưa ngu tới mức không có thuốc chữa, Trương Dương ở trong mắt của cô ta là cao cao tại thượng, lại cười khanh khách nói, gạt người, bí thư Trương gạt người, với điều kiện của ngài, nữ tử theo đuổi ngài có thể xếp dài ở 10 dặm phố Trường An, tôi không tin ngài không có bạn gái. Trương Dương nói, không có hiện tại thực sự không có. Sự nhẫn nại của cung Hoàn Sơn sau khi tới ban chú kinh Bắc Cảng thì đã tới cực hạn, khi hắn nhìn thấy trước cửa ban chú kinh Bắc Cảng lót thảm hồng, nhân viên công tác xếp thành hàng trước cửa đón chào thì lửa giận triệt để bị dẫn phát, hắn căm thức nói với Bồ Đại Cường, Bồ Đại Cường, anh làm chờ gì thế? Bồ Đại Cường bị hắn ở trước mặt toàn thể nhân viên công tác của ban chú kinh quát lớn thì lập tức xấu hổ tới đỏ bừng, không? Không làm gì cả, hắn có cái bệnh là cứ căng thẳng thì nói lắp. Cung Hoàn Sơn gật đầu nói, anh cho rằng tôi là ngôi sao điện ảnh à, còn để tôi bước lên thảm đỏ, nhiều người dân Bắc Cảng như vậy đang ở trong cảnh nước sôi lửa bỏng, anh cho rằng tôi có tâm tình nhìn anh làm những trò này à. Hả, anh ăn no rừng mỡ à, anh có phải là bỏ tiền của mình không, làm nhiều công phu mặt mũi như vậy để làm gì, anh có thời gian, có tinh lực, có nhiều tiền như vậy mà sao không làm chút việc thực tế hả. Hắn không để lại một chút mặt mũi nào cho bồ đại cường, Trước mặt mắng Bồ Đại Cường như hắt máu chó lên đầu. Bồ Đại Cường biết mình hôm nay làm hỏng việc rồi, nhưng chuyện đã tới nước này cũng không tiện thu thập, hắn vội vàng ra hiệu cho mọi người tản đi, rồi cẩn thận đi theo Cung Hoàn Sơn tới phòng vì hắn đã an bài trước. Cung Hoàn Sơn vẫn có chút bực mình, ngồi ở đó, những người khác đều chưa tới đây, trong phòng chỉ có hắn và Bồ Đại Cường. Bồ Đại Cường cúi, vẻ mặt cầu xin nói: "Bí thư Cung, tôi thực sự không bảo họ lát thảm đỏ, chuyện này tôi không biết." Tôi chỉ bảo họ chuẩn bị tốt một chút, nghênh đón ngài đến." Cung Hoàn Sơn chỉ vào mũi Bồ Đại Cường rồi nói, "Bồ Đại Cường à, Bồ Đại Cường, anh ở bên cạnh tôi công tác cũng không ít năm, anh nên biết tính tình của tôi, con người của tôi không thích nhất chính là loại công phu mặt mũi này." Bồ Đại Cường nghĩ thầm nếu là vậy mới là đó, ai chẳng biết Cung Hoàn Sơn anh ưa sĩ diện, tôi hôm nay sai không phải là vỗ mông ngựa anh, mà là tôi vỗ sai chỗ. Ai biết được cung hoàn Sơn Anh biến hóa nhanh chóng trở thành bí thư thị ủy thì đột nhiên ngay cả tập tính cũng thay đổi. Trước đây thích nghe nịnh hót, thích công phu mặt mũi, hiện tại đột nhiên không thích nữa, tôi là dựa theo kinh nghiệm trước đây mà làm, ai ngờ anh lại thay đổi nhanh như vậy, coi như tôi xui. Cung hoàn Sơn Đại Khái cảm thấy mình mắng cũng đủ độc rồi, thở dài nói, bác cảm xảy ra chuyện lớn như vậy, hiện tại vô số ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào chúng ta, chúng tôi lần này tới đây là để quyên góp, là để phản ánh tình huống với cao tầng, Tranh thủ đạt được nhiều viện trợ hơn, chứ không phải vì tới để khoe khoang mặt mũi, anh lôi ba chiếc xe Mercedes tới sân bay đón tôi, ban chú kinh lại trải thảm đỏ, còn đường hẻm hoan nghênh, anh còn hiềm tôi chưa đủ nhiều việc à? Còn hiềm tình huống chê ta gặp phải không đủ loạn ư? Bồ Đại Cường nói, Bí thư Cung, tôi chỉ là muốn biểu đạt tâm tình một chút, thực sự không phải cố ý muốn làm như vậy, hơn nữa tâm tình của mọi người hoan nghênh Bí thư Cung là xuất phát từ phế phủ. Tựa như trải thảm đỏ không phải tôi an bài, an bài đường hẻm hoan nghênh bí thư cung tôi hạ lệnh, thật ra trong lòng rất nhiều người chúng tôi, bí thư cung đã sớm nên trở thành người đứng đầu Bắc Cảng, cũng chỉ có ngài mới có năng lực dẫn dắt mọi người bước ra khỏi khốn cảnh. Bồ Đại Cường lần này thứ hai triển khai thế công vỗ mông ngựa. Đổi thành cung Hoàn Sơn trước đây nói không chừng sẽ vui vẻ tiếp nhận, nhưng gần đây đã trải qua nhiều chuyện như vậy, đầu óc của cung Hoàn Sơn cũng tỉnh táo hơn hắn bực mình xua tay nói, anh hiện tại là chủ nhiệm ban chú kinh, đừng tưởng rằng hoàng đế, anh có thể dựa theo tính tình của mình mà làm việc. Tôi nói với anh nhé, nếu bởi vì anh hành vi của anh mà tạo thành ảnh hưởng bất lương gì, tôi sẽ là người thứ nhất bắt anh tra hỏi. Bồ Đại Cường liên tục huyết phải đinh, lúc này đã bắt đầu học khôn, tâm tình của cung hoàn sơn không tốt, hơn nữa tính tình của người ta thực sự thay đổi rồi, không thể vỗ mông ngựa nữa, Bồ Đại Cường vội vàng thay đổi sách lược, bí thư cung. Chúng tôi tuy rằng thân ở kinh thành, nhưng tim của chúng tôi luôn ở cùng với nhân dân Bắc Cảng. Từ sau khi tình hình thiên tai của Bắc Cảng phát sinh tới nay, chúng tôi không có lúc nào là không chú ý tới biến hóa ở quê nhà. Hai ngày nay, các đồng chí của đơn vị chúng tôi cũng tích cực quyên tiền, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng đại biểu cho một chút tâm ý của chúng tôi. Cung Hoàn Sơn không có bất kỳ hứng thú gì với lời nói của Bồ Đại Cường, nhắm mắt lại, việc này anh đi mà nói với cục trưởng Khưu bồ đại cường rước người về phía trước rồi hạ thấp giọng nói bí thư cung buổi tối tôi đã đặc biệt an bài tiệc đón gió tẩy trần cho các lãnh đạo cung hoàn sơn lắc đầu nói sáng sớm mai phải đi làm việc rồi tôi không muốn tham dự tiệc rượu gì cả cứ ở trong phòng nấu bát mì cho tôi là được hôm nay tôi muốn đi ngủ sớm một chút bồ đại cường nói nhưng cung hoàn sơn nói không nhưng gì cả anh nhớ kỹ tiền của nhà nước không thể chi bậy chiêu đãi công khoản ăn uống công khoản là không được Bồ Đại Cường hiện tại đã triệt để chán ngán thất vọng rồi, cung Hoàn Sơn từ khi nào đã biến thành một thanh thiên đại lão ra vĩnh viễn không dính dầu mỡ thế này. Xem ra trận thiên tai này của Bắc Cảng đã thay đổi rất nhiều chuyện rất nhiều người, mình cần đánh bóng hai mắt, rửa sạch đầu óc một chút, bằng không về sau con đường này thực sự rất khó đi. chương 2151, làm giá áo cho người ta, một. Cung Hoàn Sơn không đi ăn cơm, Bồ Đại Cường thì muốn đi tiếp đón Trương Dương và Khư Nguyệt Minh một chút, một người là thường ủy thị ủy mới trúng cử một người là cục trưởng dân chính những lời xã giao vẫn phải nói quan hệ đều là thông qua tiếp xúc từng tí từng tí một mà thành lập lên bồ đại cường luôn luôn cho rằng mình trong quan hệ giữa người với người rất có cách cho cho rằng mình hoàn toàn có thể đảm nhiệm chức vị chủ nhiệm ban chú kinh bắc cảng nhưng trước mặt sự thật thằng cha này lại liên tiếp vấp phải trắc trở cung hoàn sơn không đi ăn cơm người khác tất nhiên cũng sẽ không đi đạo lý dễ hiểu này bồ đại cường tuy rằng nghĩ ra được một chút có điều hắn vẫn không thể hiểu thấu đáo, cho nên lại liên tiếp hút phải đinh. Khư Nguyệt Minh nói còn uyển chuyển, Trương Dương thì căn bản không có hứng thú gì, buông bọc hành lý, đi tắm rửa. Bồ Đại Cường bên này vẻ mặt như gió xuân tới mời hắn ăn cơm. Trương Đại Quan Nhân rất thẳng thắn nói, chủ nhiệm bồ, cảm ơn hảo ý của anh, trước đây chúng ta cũng không có liên hệ gì. Lòng nhiệt tình của ngài tôi xin tâm lĩnh, có điều ngài có cảm thấy hôm nay có chút nhiệt tình quá hay không? Bồ Đại Cường bị hắn nói cho mặt nóng lên ho khan một tiếng bí thư trương ngài sao lại nói vậy trương dương cười nói tôi có thể nhìn ra anh nóng lòng muốn biểu đạt sự nhiệt tình trong lòng nhưng anh nghĩ lại đi hiện tại là lúc nào bác càng xảy ra nhiều chuyện như vậy tâm tình của mọi người đều vô cùng trầm trọng loại chuyện trên hình thức này có thể miễn được thì miễn thị trưởng cung buổi tối cũng không đi đúng không bồ đại cường bị trương dương giáp mặt chọc phá càng cảm thấy xấu hổ tôi cũng không có ý gì khác chỉ muốn biểu đạt một chút tâm tình trương dương nói biểu đạt có rất nhiều loại chưa chắc nhất định cứ phải ăn cơm hiện tại là thời kỳ phi thường việc cấp bách chính là giải quyết vấn đề trùng kiến bắc cảng sau thiên tai tôi thấy thị trưởng cung cũng không có tâm tình mà ăn uống đâu chủ nhiệm bồ chúng ta là lần đầu giao tiếp tôi cũng có thể nhìn ra anh là người thực tế mà trên xã hội này người thực tế rất dễ chịu thiệt rất nhiều lúc làm việc nhất định phải biết biến báo ha ha anh đừng nóng giận tôi thích ăn ngay nói thật Bồ Đại Cường tuy rằng cảm thấy rất khó xử, nhưng hắn đối với Trương Dương cũng sinh ra vài phần thiện cảm, dù sao người ta đều là nói thật, hôm nay sở dĩ mình huyết phải nhiều cái đinh như vậy, nguyên nhân vẫn là mình thiếu tầm mắt, nhìn không thấu thế cục trước mắt. Hắn cũng có chút tìm hiểu về lý lịch của Trương Dương, biết hắn từng công tác ở ban chú Kinh Xuân Dương, Bồ Đại Cường bộ dạng khiêm tốn thỉnh giáo, bí thư Trương, tôi là vừa mới bắt đầu làm công tác của ban chú Kinh, về sau ở phương diện này xin anh chỉ giáo nhiều hơn. Trương Dương nói, chỉ giáo thì không dám, mọi người đều là đồng sự. Học tập chiếu ứng lẫn nhau là điều nên làm. Bồ Đại Cường vẻ mặt tươi cười, cảm thấy Trương Dương này cũng không phải là hạng khó gần như trong lời đồn. Hắn nói khẽ, bí thư Trương, tôi nghe nói tiệc tối từ thiện ngày mai văn phu nhân tự mình ra mặt chủ trì. Trương Dương nói, ra mặt chủ trì là hội từ thiện của thiên trì tiên sinh, văn phu nhân chỉ là một thành viên trong đó thôi. Bồ Đại Cường gật đầu nói, "Bí thư Trương thật sự là đã dốc hết tâm huyết vì Bắc Cảng." Trương đại quan nhân nghĩ thầm chẳng trách Cung Hoàn Sơn một chút mặt mũi cũng không cho hắn, thằng cha này nói chuyện sặc mùi a-dô nịnh hót. Tuy rằng là đang nịnh hót, nhưng phải khiến cho người ta nghe lọt tai một chút chứ. Trương Dương cũng lười chẳng muốn nói nhiều với hắn, lúc này vừa hay có người tới đây tìm, là hai huynh đệ từ Kiến Cơ, từ Kiến Quốc. Trương Dương mỉm cười đứng dậy, Bồ Đại Cường nhìn thấy hắn có khách thì tất nhiên không tiện tiếp tục ở lại, cáo từ Trương Dương. Trương Dương mời huynh đệ Từ Kiến Cơ ngồi xuống, có chút kinh ngạc nói: "Các anh sao biết tôi tới đây?" Từ Kiến Cơ nói nghe đại ca nói, hắn nói chuyện tiệc tối từ thiện tối mai, chúng tôi đoán được anh nhất định sẽ tới. Trương Dương cười nói: "Đại ca ngày mai có tới không?" Từ Kiến Cơ nói: "Văn phu nhân ra mặt tổ chức tiệc tối này, chuyện lại có liên quan tới Tam đệ cậu." Những người làm huynh đệ chúng tôi tất nhiên phải tới ủng hộ rồi, đại ca đang bàn chuyện làm ăn ở Hong Kong, chắc là không về kịp, cho nên hắn đặc biệt ủy thác cho tôi quyên tiền giúp hắn." Trương Dương nói, "Tôi trước tiên cảm ơn các huynh đệ." Từ Kiến Quốc nói, "Anh Trương Dương, buổi tối tôi đã đặt bàn ở Tử Kim Các rồi, đi thôi, mọi người đều chờ đó." Trương Dương cười nói, "Được, vậy thì đi thôi." Từ sau khi Tiết Thế Luân gặp chuyện ở Tử Kim Các, sinh ý của tử kim các cũng trở nên xuống dốc không phanh, phàm là người có máu mặt, trên rất nhiều chuyện đều tồn tại cấm kỵ, tử kim các phát sinh vụ án ám sát, hiện trường lại có người chết, rất nhiều người ở trong lòng đều coi nơi này trở thành nơi xui xẻo, sát khí quá nặng. Phùng cảnh lượng đối mặt với hiện trạng như vậy cũng hết đường xoay sở, hắn thông qua rất nhiều năm khổ tâm kinh doanh mới khiến tử kim các có địa vị hiện tại, nhưng hiện giờ tất cả thay đổi quá đột ngột, sinh ý điêu linh khiến hắn nản lòng thoái chí. Cùng lúc đó, sinh ý của kim vương phủ của cha tấn bắc lại càng lúc càng tốt đã bỏ lại hắn ở xa phía sau phùng cảnh lượng gần đây đã có ý định sang nhượng lại nhà hàng trương dương từ sự vắng vẻ ở bãi đỗ xe đã đoán được sinh ý của tử kim các gần đây cũng không tốt bọn họ vừa mới đỗ xe thì liền nhìn thấy tiết vĩ đồng lái một chiếc lamborghini màu cam phóng vào bãi đỗ xe trương dương đi xuống nhìn thấy tiết vĩ đồng từ trong xe bước ra cười nói vĩ đồng lái xe vẫn rất biêu hãn Tiết Phí Đồng nói, xe của Kinh Thành càng lúc càng nhiều, cũng có thể khiến người ta buồn chết. Từ Kiến Quốc nói, Tiết ra, lái Lamborghini ở Kinh Thành có chút lãng phí, hay là cô cho tôi mượn xe, buổi tối tôi giúp cô chạy bốn vòng, đừng để xe không một chỗ nó phí ra. Tiết Phí Đồng nói, cho anh mượn, lúc lấy lại thì không khéo nát bét rồi. Không tin kỹ thuật lái xe của tôi ư. Tiết Phí Đồng cười nói, không tin được nhân phẩm của anh. Đám người đều bật cười, Tiết Vĩ Đồng cũng phát hiện bãi đỗ xe trống giống, có chút tò mò nói, sinh ý của nơi này sao trở nên kém như vậy. Dám nói chuyện thì phùng cảnh lượng từ bên trong đi ra, hắn cười cười chắp tay đón chào, các vị khách quý đăng môn, thật sự là vẻ vang cho tử kim các của kẻ hèn này, phùng mộ thực sự rất vinh hạnh. Bật cười bật cười, lão phùng, anh từ lúc nào trở nên khúm núm như vậy thế? Tiết Vĩ Đồng nói, anh phùng, sao tử kim các hôm nay hình như không mở cửa à? chúng tôi chỉ tới ăn bữa cơ thôi, anh cũng không tới mức đuổi hết khách đi như thế đâu. Phùng cảnh lượng thật sự có chút sở khóc sở cười, tôi đuổi khách đi ư. Tôi cũng chỉ ước gì bãi đỗ xe trước cửa đỗ đầy xe, nhưng sinh ý đâu có ra gì. Còn không phải tiết ra của các cô làm ra ư, nếu không phải lúc trước chuẩn bị tiệc thọ cho tiết lão, cũng sẽ không xảy ra chuyện lớn như vậy, sinh ý của tử kim các cũng cũng không đến mức xuống dốc không phanh. Những lời này hắn không thể nói ra trước mặt tiết vĩ đồng được, Phùng Cảnh Lượng cười nói, các anh đều là khách nhân tôn quý nhất của tôi, cũng nên đuổi hết khách đi mà. Từ kiến cơ hiểu quẫn trước mắt của Phùng Cảnh Lượng, có chút đồng tình cười cười. Phùng Cảnh Lượng mời mọi người đi vào, cùng từ kiến cơ đi cuối cùng, từ kiến cơ nói khẽ gần đây sinh ý thế nào. Phùng Cảnh Lượng cười khổ nói, anh cũng nhìn thấy rồi đó, tôi chuẩn bị chuyển nhược, nhưng giá thủy chung chưa được thống nhất, cũng có mấy nhà tỏ ra có hứng thú, nhưng đều muốn nhân cơ hội ép giá tôi, chưa bàn được, từ kiến cơ nói, không bằng cứ đợi một thời gian nữa đã rồi tính. Phùng cảnh lượng nói, chủ yếu là chán rồi, tôi làm ẩm thực nhiều năm như vậy, Thủy Trung cứ bị vây khốn trong cái ngành này, khách sạn của Đông Giang cũng sắp làm xong rồi, sang năm là hoàn thành trang hoàng, trung tâm kinh doanh kinh doanh cũng chuyển rời đến bên kia, cũng không định ở lâu ở nơi này. Từ kiến cơ nói, vẫn là làm ẩm thực mà, có gì khác đâu. Phùng cảnh lượng nói, thay đổi hoàn cảnh, làm sinh ý ở kinh thành phiền lắm, cái làm không phải là ẩm thực mà là quan hệ. Từ kiến cơ cười nói, làm ăn ở đâu mà chẳng phải làm quan hệ. Mấy người vào phòng, nhìn thấy huynh đệ kiều bằng cử kiều bằng phi đã ngồi ở đó, Trương Dương căn bản không ngờ hai người bọn họ cũng sẽ tới đây, cười cười đi tới, trước tiên nhiệt tình ôm kiều bằng cử, lại bắt tay với kiều bằng phi, sau đó quay sang từ kiến cơ nói, nhị ca, anh không ngờ không nói cho tôi biết anh bằng cử đã trở lại. Từ kiến cơ nói, tôi cũng không biết anh ta trở về, tối nay là Phùng Cảnh Lượng làm ông chủ. Phùng Cảnh Lượng cười nói, là tôi muốn tiết kiệm tiền, cho nên gọi tất cả mọi người lại với nhau, ăn một bữa cơm, vừa đón gió cho bằng cử, vừa tẩy trần cho trương lão đệ, cái này gọi là nhất cử lưỡng tiện. Tiết Vĩ Đồng nói, những lời vô thương bất gian này được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn trên người anh. Tất cả mọi người bật cười, từ kiến cơ nói, Vĩ Đồng, những lời này của cô là về tất cả chúng tôi đó, trừ Trương Dương và Bằng Phi, tất cả chúng tôi đều là người làm ăn. Từ Kiến Quốc nói, tôi không phải là người làm ăn, tôi là nhà hoạt động xã hội. chương 2152, làm giá áo cho người ta, hai. Tiết Vĩ Đồng cười nói, nhà hoạt động xã hội cái rắm anh chính là tên vô lại ăn uống. Từ Kiến Quốc vẻ mặt đau khổ nói, tiết ra, tôi không đắc tội với cô mà, đừng có nói tôi xấu như vậy chứ. Phùng Cảnh Lượng cười nói, mọi người ngồi xuống đi. Kiều bằng cử nói cảnh lưỡng anh còn mời những người nào. Hình như bàn này vẫn còn trống. Phùng cảnh lượng cười nói, ánh mắt của bằng cử huynh thật sự là sắc bén, còn có một vị. Hắn còn chưa en soi xong thì vị khách cuối cùng đã tới, chính là Cha Vi. Cha Vi mặc âu phục ngắn tay bằng tơ tầm màu trắng, váy dài nhiều màu đầy phong vị dân tộc, trang trọng nhưng không thiếu vẻ hoạt bát, vừa đi vào phòng đã cấp ánh mắt mọi người. Từ kiến quốc nói, chị Vi, đúng là càng lúc càng đẹp, em có thể theo đuổi chị không cha vi chừng mắt lườm hắn một cái con nít chị không có hứng thú với em cô ta nhìn thoáng qua tiết vĩ đồng ngồi bên trái trương dương bên phải vẫn trống trực tiếp tới ngồi xuống bên cạnh trương dương từ kiến quốc tâm lý có chút bất bình hành tôi sao phát hiện mỹ nữ đều thích ngồi cạnh anh trương cha vi cười nói trương dương là đảng viên lại là bí thư đảng chúng tôi đương nhiên hưởng ứng lời kêu gọi của quốc gia đoàn kết chung quanh đảng Tiết Vĩ Đồng gật đầu nói, đúng vậy. Từ Kiến Quốc nói, tôi còn tên là Kiến Quốc này, tôi cũng là đảng viên, sao không thấy mọi người đoàn kết chung quanh tôi. Từ Kiến Cơ lên tiếng giúp em trai, Bằng Phi cũng là đảng viên, còn là phó bí thư nữa. Kiều Bằng Phi nói, đừng coi thường nửa cấp, quan to hơn một cấp thì đè chết người, nửa cấp thôi cũng đè tôi nửa chết nửa sống rồi. Phùng Cảnh Lượng cười cười đi an bài đồ ăn. Cha Vi từ trong túi lấy ra một cái hộp rất đẹp, đưa cho Trương Dương, đồ của anh. Trương Dương ngây ra một thoáng, lập tức nghĩ đến mình lần trước khi tới kinh từng ủy thác cha Tấn Bắc giúp ra công khối phỉ thúy khối thành vật phẩm trang sức, xem ra cha Tấn bác đã giao chuyện này cho cha Vi. Một đám người tuy rằng đều rất hiếu kỳ, ồn ào bảo Trương Dương lấy đồ trong hộp ra, nhưng Trương Đại Quan Nhân cứ giữ vẻ thần bí, cười cười cất đi. Phùng cảnh lượng cầm chén rượu lên nói, vật đổi sao rời, thương hải tang điền, trong nháy mắt đã qua nhiều ngày rồi, hôm nay tân bằng lão hữu lại tụ tập ở kinh thành nhân sinh mấy đối đối tử HK, nào các vị huynh đệ tỉ muội chúng ta cạn một ly lời chúc rượu của của hắn khiến mọi người cười ha ha trương dương hưởng ứng đầu tiên giơ chén rượu lên nói cùng ly ba chén rượu vào bụng đề tài của mọi người đều quay chung quanh trương dương gần đây tình hình thiên tai của bắc cảng đã trở thành tiêu điểm chú ý của toàn quốc trên dưới cho nên điều này cũng là tất nhiên kiều bằng cử nói trương dương Tôi ở nước ngoài cũng nghe nói chuyện bác cảng phát sinh sóng thần. Thế nào, có việc gì khó không? Nói ra cho mọi người nghe một chút, chúng ta cũng có thể tận chút sức mọn. Phùng cảnh lượng gật đầu nói theo, mọi người đều là huynh đệ, một phương có nạn tám phương giúp, trương lão để cứ nói đi. Trương Dương cười nói, thật ra hiện tại trận thiên tai đó đã qua rồi, cái bày ra trước mặt chúng tôi chính là làm tốt biện pháp khắc phục hậu quả, quyên tiền quyên vật là một phương diện, khiến tôi cảm thấy đau đầu là vấn đề chiêu thương của khu bảo lưu thuế nhập khẩu. Kiều Bằng Phi nói, chiêu thương của các anh không phải vẫn luôn do mộng viện phụ trách hư. Trương Dương gật đầu, mộng viện sau khi phụ trách công tác chiêu thương. Làm rất tốt, nhưng thiên lần này tai đã mang tới vấn đề rất lớn cho công tác chiêu thương của chúng tôi. Rất nhiều ý đồ đã đạt thành tất cả bị nhỡ, một số hợp đồng đã ký kết cũng gặp phải nguy hiểm bị bội ước. Từ kiến cơ nói, loại chuyện này là bình thường, Bắc Cảng xảy ra thiên tai nghiêm trọng như vậy, người khác đầu tư sẽ cân nhắc tới hoàn cảnh của các anh, nếu ném tiền vào đó, sang năm lại gặp phải một trận thiên tai như vậy thì sao? Trương Dương nói, khả năng phát sinh loại chuyện này là cực kỳ bé nhỏ. Hơn nữa chúng tôi đã một lần nữa làm ra phương án thiết kế nhằm vào tai nạn lần này. Kiều Bằng Cử nói, muốn lấy lại lòng tin của nhà đầu tư một lần nữa không phải dễ dàng đâu, huống chi Bắc cảng các anh lần này không chỉ gặp một hồi thiên tai, trên thay đổi trên chính trị cũng là một nhân tố rất lớn. Tiết Vĩ Đồng nói, có chuyện tôi vẫn luôn muốn hỏi, bác hạng của tôi rốt cuộc là chết như thế nào? Rốt cuộc là tự sát hay là bị giết? Tiết Vĩ Đồng vẫn có chút tình cảm đối với Hạng Thành, sau khi biết Hạng Thành chết, cô ta cũng thương tâm một thời gian. Trương Dương căn bản không muốn nhắc tới đề tài này, căn cứ vào tình huống trước mắt. Khả năng tự sát Hạng Thành là cao hơn, ở trong lòng hắn cho rằng giữa Hạng Thành và Tiết Thế Luân có liên hệ thiên ti vạn lũ. Một loạt chuyện ở Bắc Cảng rất có thể cũng liên quan tới Tiết Thế Luân." Trương Dương lắc đầu nói, trước mắt sự kiện vẫn đang được điều tra. Tình huống cụ thể vẫn chưa được rõ. Từ Kiến Cơ nói, "Tôi nghe nói Bắc Cảng lần này đã chết không ít cán bộ, có thể có liên quan tới một loạt án buôn lậu của Bắc Cảng." Trương Dương không muốn tiếp tục đề tài này, cười nói, "Gần đây lời đồn đại về Bắc Cảng rất nhiều, nhưng người trong cục như tôi cũng có rất nhiều chuyện không rõ, Bắc Cảng mà tôi thấy thì thế cục coi như đã ổn định." kiều bằng cử mỉm cười nói trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê càng thân ở trong cục thì ngược lại càng thấy không rõ trương dương cười cười không nói gì trong những người ở đây kiều bằng phi hiện giờ cũng là người trong quan trường trên ý nghĩa chân chính đối với tình trạng trước mắt của trương dương hắn cũng hiểu đôi chút hắn cầm chén rượu lên nói tôi nói này đám người các anh từ lúc nào bắt đầu quan tâm tới chính trị như vậy sao định cướp bát cơm của tôi và Trương Dương à. Tiết Vĩ Đồng nói, cho dù chúng tôi tất cả đi tới làm cũng không cướp bát cơm của các anh, quan viên của Trung Quốc thật sự là nhiều lắm. Kiều Bằng Phi nói, thời gian tôi tiến vào quan trường tuy rằng không lâu, nhưng đối với môn đạo trong đây cũng hiểu được ít nhiều, mà càng hiểu nhiều thì càng cảm thấy sâu không lường được, chỉ sợ tôi cả đời này cũng nhìn không thấu học vấn trong đó, không sợ các vị chê cười, trước đây tôi có một giai đoạn như thế này, cảm thấy các trưởng bối làm việc đắn đo quá nhiều, nếu đổi lại là tôi, nhất định biết cách làm đẹp hơn họ, nhưng hiện giờ tôi mới phát hiện, thật sự nếu đặt tôi ở vị trí của bọn họ, chỉ sợ tôi ngay cả một chuyện cũng không được. Cảnh giới của bọn họ tôi tuyệt đối không thể bằng được. Kiều Bằng cử cười nói, Bằng Phi, anh nói những lời này là có ý gì? Tôi sao có chút nghe không thùng? Kiều Bằng Phi nói, ý tứ của tôi là quan trường không phải dễ lăn lột, tôi đang ở giai đoạn sơ cấp, Trương Dương so với tôi thì cao hơn mấy tầng, đề tài hiện tại các anh đàm luận người ta không muốn nói, mọi người nếu đều là bằng hiếu, hay là đừng bàn chính trị nữa, bàn nữa thì Trương Dương sẽ đứng ngồi không yên. Trương Đại Quan Nhân nhìn Kiều Bằng Phi, rất có cảm giác kinh diễm, chính trị quả nhiên là chú ý tới huyết thống truyền thừa, Kiều Bằng Phi tuy rằng tiến vào quan trường thời gian không dài, nhưng ngộ tính và cảnh giới của thằng ôn này đã hơn xa người thường, ít nhất là hơn hẳn mình lúc mới tiến vào quan trường, với ngộ tính và bối cảnh của hắn, nói không chừng không lâu nữa có thể trở thành một con hắc mã của chính đàn, Trương Đại quan nhân chợt lại phủ định cái tên hắc mã, loại người như Kiều Bằng Phi không thích hợp dùng từ hắc mã để hình dung, chuyện đồng dạng phát sinh trên người người khác thì có lẽ có thể gọi là kỳ tích, nhưng phát sinh trên người bọn họ thì chính là đương nhiên. Phùng Cảnh Lượng gật đầu nói, "Không sao, chúng ta hay là đừng nói về chính trị nữa, tôi trước tiên chúc mừng Trương Dương vinh nhiệm thường ủy thành phố Bắc Cảng." Hắn cầm chén rượu lên kính rượu trương đại quan nhân cười nói nói đi nói lại vẫn không rời khỏi được hai chữ chính trị tôi chỉ là cán bộ cấp ban đặt ở kinh thành thì ngay cả là một con kiến cũng không bằng kiều bằng phi nói đừng nói như vậy anh nếu ngay cả con kiến cũng không bằng vậy tôi chính là bụi rồi tôi cũng cảm thấy mặc kệ chúng ta làm quan bao lớn làm tốt bổn phận của mình là được rồi từ kiến cúc nói làm quan vẫn mạnh hơn dân các anh không nghe nói à hiện tại làm đảng viên cũng có thể đỡ được vài ba năm tù chứ đừng nói tới quan viên, đám bình dân chúng tôi mà phạm tội thì trực tiếp bị bắt bỏ tù, nếu các anh phạm tội, trước tiên là cách chức, rồi tới khai trừ đảng tịch, cuối cùng mới tới khởi binh vấn tội, cho nên hai người đừng có ở chỗ này kêu khổ, nói thật nhé, tôi hiện tại cũng muốn được làm quan. Từ kiến cơ cười mắng, thối lắm, những lời này của em mà khiến lão gia tử nhà chúng ta nghe thấy, có tin ông ta tắt em gãy hết răng không? Mọi người bật cười ha ha, Từ Kiến Quốc xin tha, tôi chỉ nói cho vui miệng vậy thôi, anh đừng có mà mật báo. Tiệc tối tiến hành hơn 2 giờ, 9 giờ tối hôm đó mọi người lần lượt rời đi, Kiều bằng cử gọi Trương Dương sang một bên, nói khẽ Trương Dương, sáng mai cậu có thời gian không? Cha tôi muốn mời cậu tới nhà tôi một chuyến, nói có chuyện muốn bàn riêng với cậu. Trương Dương trừ buổi tối ngày mai phải tham gia tiệc tối từ thiện ra thì ban ngày cũng rảnh, hắn mỉm cười nói, được. Tôi vừa hay đang muốn tới bái phỏng đây. Kiều bằng cử cũng không nói như phu, vỗ vai hắn, nói, ngày mai gặp mặt nói chuyện. Vốn tử kiến cơ buổi tối còn an bài tiết mục khác, nhưng tất cả mọi người nói có việc, hắn cũng chỉ có thể đành thôi. Cha Vi lái xe của mình về phía Trương Dương, tôi đưa anh về. Trương Dương cười cười, vẫy tay chào mọi người. Trương 2153, làm giá áo cho người ta, ba. Tử kiến quốc hét lên, chị Vi chị hay là đưa em về đi em không tin tưởng con người của anh trương cha vi gắt tôi thì vẫn tin cán bộ đảng hơn từ kiến quốc cười ha ha hiện tại cán bộ đảng viên ai cũng rất đáng tin từ kiến cơ kéo thằng ôn này một cái hiển nhiên không muốn hắn tiếp tục ở đây nã pháo miệng cha vi và trương dương tiến vào trong xe trương dương điều chỉnh lại ghế phụ ngồi cho thoải mái cha vi khởi động ô tô nói khẽ anh đi đâu trương dương nói thật sự muốn đưa tôi về à cha vi nói chứ còn sao nữa cô ta lộ ra vẻ không vui vẻ mặt có chút không được thoải mái trương dương nói cô không vui à cha vi lắc đầu ánh mắt hướng ra đường ô tô lái vào dòng xe lặng lặng trôi ở đó trương dương nói công tác vẫn thuận lợi chứ cha vi nói vẫn ổn thiết kế trang sức chắc là nghề tôi thích tôi phát hiện giao tiếp với trang sức dễ hơn là giao tiếp với người Trương Dương bỗng nhiên nhớ tới cái hộp mà cô ta đưa cho mình, trong lòng khẽ động, giống như hiểu ra gì đó. Cha Vi nói, khối phỉ thúy anh đưa tới không tồi. Trương Dương cười nói, nói ra cũng trùng hợp, vốn tôi chỉ tùy tiện tìm tảng đá tặng cho kiều lão, không ngờ bên trong lại có một khối phỉ thúy thượng đẳng. Cha Vi nói, vì sao không mở ra xem, cô ta đỗ ô tô ở ven đường, mắt đẹp không hề nhìn Trương Dương mà nhìn sao qua cửa nóc, hai mắt cũng chấp động theo ánh sao. Trương Dương lấy hộp trang sức ra, sau khi mở ra thì liền thấy trong đó là một bộ trang sức dùng phỉ thúy tạo thành, một đôi vòng tay, một chuỗi vòng cổ và một đôi khuyên tai, tuy rằng là đang dưới ánh trăng, nhưng cũng nhìn ra tính chất của phỉ thúy đúng là thượng thừa, thiết kế chạm trổ đều là tiêu chuẩn nhất lưu, Trương Đại Quan Nhân chật chật khen hay, hắn ở phương diện này cũng cũng không phải là người trong nghề, nhưng cũng có thể nhìn ra bộ trang sức này tuyệt đối là thượng phẩm được chế tác tỉ mỉ. Vô giá, Trương Dương nói khẽ cô thiết kế à? Cha Vi không trực tiếp trả lời câu hỏi của hắn, nói khẽ đây là tín vật đính ước của anh cho Kiều Mộng Viện à. Trương đại quan nhân bị cô ta hỏi cho nghẹn lời, lập tức cười nói, đây là ý tứ của Kiều Lão, là lão nhân ra bảo tôi nhờ người làm giúp. Cha Vi nói, chắc là đồ cưới Kiều Lão chuẩn bị cho cháu gái, tôi khi thiết kế bộ trang sức này đã nghĩ ra rồi, tôi chỉ là làm giá áo cho người ta thôi. Trương đại quan nhân nhìn mặt Cha Vi, bởi vì cô ta ngẩng đầu, cho nên hắn chỉ có thể nhìn thấy mặt nghiêng của cô ta, có điều Trương Dương vẫn bắt được ánh lệ trong mắt cô ta, Trương đại quan nhân thầm cảm thán, có chút tự trách, oan nghiệt, mình đã tình hỏa hại bao nhiêu nữ hài tử, Cha Vi hiển nhiên bởi vì chuyện này mà thương tâm. Thằng cha này mấp máy môi nói cái đó. Cha Vi nói, anh tốt nhất đừng nói gì cả, anh nghĩ gì tôi hiểu cả, trên đời này có chuyện tốt như vậy ư? Anh ăn trong bát nhưng anh nhìn trong nồi, không ngờ trong lòng anh, nữ hài tử trên đời này đều vây quanh anh anh gọi thì đến anh đuổi thì đi anh cho rằng anh là ai trương đại quan nhân nói tôi hình như không đắc tội với cô mà cha vi nói xuống xe tôi không chở anh nữa lửa không tên một khi bốc lên rồi thì đặc biệt lớn trương đại quan nhân có chút bất đắc dĩ lắc đầu cha vi không phải cô muốn đưa tôi về ư tôi đổi ý rồi anh xuống xe không xuống là tôi gọi cảnh sát mắt phượng của cha vi trợn lên trương dương cười nói không đến mức đó chứ cha vi hạ cửa kính xe rồi hô to đồng chí cảnh sát trương đại quan nhân thấy cô ta làm thật thì mở cửa xe bước xuống hai cảnh sát đi tới trước xe cảnh giác nhìn trương dương một người hỏi cha vi tiểu thư xảy ra chuyện gì vậy cha vi nói không có gì tôi chỉ là muốn hỏi nơi này là có phải là đường đức dương không nói xong cô ta xua xua tay về phía trương dương anh tới nơi rồi tôi không tiễn nói xong cô ta lái ô tô phóng đi trương đại quan nhân nhìn xe cô ta đi xa chỉ đành cười khổ hai cảnh sát tựa hồ có lòng nghi ngờ đối với trương dương nhìn hắn từ trên xuống dưới trương đại quan nhân không muốn đứng đây lâu xoáy người định đi thì nghe thấy đối phương quát anh đứng lại trương dương dừng chân nói hai vị có gì chỉ giáo một gã cảnh sát chỉ chỉ vào cái hộp trong tay trương dương bên trong là cái gì trương dương nói vật phẩm cá nhân không liên quan gì tới hai vị Cảnh sát đó hiển nhiên không có ý buông tha Trương Dương, hai người một trước một sau cản đường Trương Dương, mở hộp ra. Trương đại quan nhân thật sự là dở khóc dở cười, không ngờ không ngờ lại gặp hai tên không hiểu chuyện như vậy, hắn lắc đầu nói, "Vì sao? Tôi đã nói là vật phẩm cá nhân, vì sao phải cho hai anh xem?" "Anh tốt nhất phối hợp một chút, nếu không đừng trách chúng ta chúng tôi không khách khí." Đúng lúc này một chiếc Lexus màu đen đỗ ở bên cạnh, cửa kính hạ xuống, một giọng nữ quen thuộc nói, Trương Dương, sao lại là anh? Trương Đại Quan Nhân xoay người nhìn lại, bên trong xe là lão tổng Triệu Nhu Đình của công ty Vĩnh Cửu, Triệu Nhu Đình là danh viện kinh thành chính Nhi Bát Kinh, cha của cô ta Triệu Thiên Nhạc là phó thị trưởng thường vụ kinh thành, công ty Vĩnh Cửu lại ở ngay cần, cảnh sát trong khu trực thuộc này rất ít người không biết cô ta, cho nên hai cảnh sát nhìn thấy là cô ta thì lập tức có chút sừng sốt, một người trong đó cười bồi, Triệu Tổng, chào cô, Triệu Nhu Đình lạnh lùng nhìn hai người một cái, "Sao? Các anh không biết bằng hữu của tôi à, tôi giới thiệu cho các anh nhé, anh ta là bí thư thị ủy thành phố Tân Hải, các anh không phải đang hoài nghi anh ta là phần tử tội phạm chứ? Có muốn tôi mời lưu cục của các anh tới nói cho rõ không?" Hai cảnh sát nghe thấy Triệu Nhu Đình lôi cả cục trưởng của bọn họ ra thì sợ tới vãi đái, vội vàng nói, "Triệu tổng, hiểu lầm, tất cả là hiểu lầm." Hai người cười cười với Trương Dương rồi vội vàng bỏ chạy vào những lúc như thế này thằng nào ở lại là thằng đó ngu. Triệu Nhu Đình cười nói với Trương Dương, lên xe đi. Giữa Trương Đại Quan Nhân và Triệu Nhu Đình quen nhau có thể nói là không vui vẻ gì, lúc trước hắn kết thù kết oán với thị trưởng thành phố Tân Hải Tạ Khôn Thành, lão tổng của tập đoàn Hán Đỉnh Tạ Khôn Cử muốn đòi lại công đạo cho đại ca, cho nên gây sự ở đài triển lãm của khu bảo lưu thuế nhập khẩu Tân Hải, kết quả bị Trương Dương khiến cho mặt xám mày cho, thua cả một khoản tiền, Triệu Nhu Đình là vợ của Tạ Khôn Cử nên cũng bởi vậy mà kết thù kết oán với Trương Dương, nhưng về sau chuyện lại phát triển ngoài ý liệu của hai người. Trương Dương phát hiện Triệu Nhu Đình bị người hạ độc dược mãn tính, từ đó biết giữa vợ chồng Triệu Nhu Đình và Tạ Khôn Cử đã tồn tại vết nứt từ lâu. Trương Dương lên xe rồi cười nói, "Đa Tạ Triệu tổng đã giúp." Ánh mắt của Triệu Nhu Đình nhìn lướt qua cái hộp trong tay hắn, bảo bối gì mà hấp dẫn cả cảnh sát thế? Trương Dương nói, "Mua một món quà cho người bạn" Tôi cũng không biết vì sao lại bị cảnh sát nhìn chúng, chẳng lẽ bộ dạng của tôi rất giống phần tử tội phạm ư? Triệu Nhu Đình bật cười, tóm lại không giống cán bộ quốc gia. Trương Dương nhìn mình qua kính chiếu hậu, không nhịn được không nhịn được cười. Triệu Nhu Đình nói: "Đi đâu? Tôi đưa anh đi." Trương Dương nói: "Ban chú kinh Bắc Cảng." Triệu Nhu Đình hỏi rõ địa chỉ rồi lái xe tới ban chú kinh cảng, cô ta nói khẽ: "Anh lần này đến là vì tiệc tối từ thiện ngày mai ư?" trương dương gật đầu chuyện này cô cũng biết à triệu nhu đình nói tôi cũng sẽ tới tham gia sao lại không biết trương dương nói danh viện kinh thành đều có lòng nhiệt tình với từ thiện như vậy ư triệu nhu đình cười nói nghe cái danh hiệu này luôn cảm thấy không thoải mái không phải mỗi người đều gọi loại tiệc tối từ thiện trở thành hoạt động rát vàng lên mặt lấy của dân thì chi cho dân thủy chung đều là suy nghĩ trong lòng tôi trương dương nói xã hội quả thực rất cần các xí nghiệp gia có lương tâm như các cô triệu nhu đình rẽ vào ngã tư đường của ban chú kinh bắc cảng lại không lập tức lái tới khi cách một đoạn thì dừng chỉ chỉ vào quán ba phía bên phải nếu rảnh thì đi uống với tôi mấy chén trương dương thuận theo hướng cô ta chỉ nhìn lại liền thấy trên biển quán ba viết tuyết uo Book, tất cả chữ đều là tiếng đức trương đại quan nhân đối với tiếng anh thì còn hiểu được chút ít nhưng tiếng đức thì hắn chịu cứng triệu nhu đình nói tôi có một số lời muốn nói với anh trương dương gật đầu mở cửa xe bước xuống Triệu Nhu Đình trước đây hiển nhiên đã tới nơi này, đi vào cửa lớn quán ba thì một bồi bàn người đức nhiệt tình chào hỏi, bồi bàn an bài một vị trí yên tĩnh cho họ ở tầng 2, Triệu Nhu Đình gọi một chén rượu brandy, Trương Dương thì gọi một cốc bia đen. Ánh trăng từ cửa sổ ở mái nhà dài xuống, tóc dài được tết lại của Triệu Nhu Đình được phủ lên một lớp ánh trăng màu bạc, nhìn ánh trăng màu bạc và ánh đèn mờ nhạt đan vào nhau trong chén rượu, bên trong đôi mắt sáng của cô ta tràn ngập vẻ u buồn. Trương Dương không phải là lần đầu tiên thấy ánh mắt như vậy của cô ta, phía sau sự cao ngạo và vinh quang của Triệu Nhu Đình thật ra cũng có những nỗi khổ không ai biết, cô ta từng chính miệng nói với hắn rằng chồng cô ta từng phản bội cô ta, hiện tại lại biết sự thật tạ khôn cử trường kỳ hạ độc cô ta, chuyện đồng dạng nếu phát sinh trên người người khác thì chỉ sợ đã sớm ngã gục rồi, nhưng Triệu Nhu Đình chỉ lộ ra vẻ u buồn và thương cảm, cô ta vẫn tràn ngập lý trí và bình tĩnh, điều này khiến cho Trương Dương cảm thấy nữ nhân trước mắt rất không đơn giản. Chương 2154, chớ chọc nữ nhân 1. Cầm cốc bia màu hổ phách, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, cảm giác mát lạnh nhẹ nhàng chảy xuống bụng, Trương đại quan nhân thích ý chép chép miệng, nhìn khuôn mặt vì ánh trăng mà trở nên nhu hòa mông lung của Triệu Nhu Đình, nói: "Gần đây sức khỏe thế nào?" Triệu Nhu Đình nói: "Uống thuốc mà anh kê, đã có chuyển biến tốt." Cô ta chủ động đặt cổ tay lên mặt bàn, Trương Dương vươn ngón tay ra đặt lên cổ tay của cô ta, từ mạch tưởng có thể biết thân thể của Triệu Nhu Đình quả nhiên đang trong quá trình khôi phục nhanh chóng, hắn mỉm cười nói quả nhiên đã tốt hơn rồi. Triệu Nhu Đình nói, hắn sợ tôi chết không đủ nhanh, cả ngày dục tôi đi tái khám, có điều bị tôi từ chối. Trương Dương nói, đi cũng không sao, Trần Đình Đông kia chỉ là hạng vô năng giả danh lừa đảo thôi mà. Triệu Nhu Đình nói, tôi lo lắng hắn sẽ nhìn ra tôi đã khỏe lại, Tạ Khôn Cử này vô cùng khôn khéo, nếu biết tôi đã nhìn thấu gian kế của hắn, khẳng định sẽ nghĩ ra biện pháp khác để đối phó tôi. Trương Dương thầm cảm thán, hai vợ chồng mà tới mức này quả thực là khiến người ta lạnh lòng, đây nào có phải là hai vợ chồng, là tử địch ngươi chết ta sống mới đúng. Triệu Nhu Đình không vội ngả bài với Tạ Khôn Cử, khẳng định có lý do của cô ta, có lẽ là cô ta đang chờ cơ hội, có lẽ là cô ta đang chủ tính sự trả thù hung ác hơn tóm lại cô ta sẽ không dễ dàng buông tha cho tạ khôn cử. Triệu Nhu Đình nói, hắn gần đây liên lạc rất nhiều với thế kỷ an thái của Hong Kong, tôi nghe nói anh rất quen thuộc với người của An Gia. Ngón tay Triệu Nhu Đình nhẹ nhàng gõ lên chén rượu. Trương Dương nói, gốc rễ của An Đức Huyên ở Đài Loan cũng không sạch sẽ đâu. Triệu Nhu Đình gật đầu nói, tôi cũng có nghe nói về những việc này, hắn trước đây từng có bối cảnh là xã hội đen. Trương Dương nói, chỉ sợ không chỉ là trước đây nói xong câu đó hắn chậm rãi uống ngụm bia dưới ánh trăng nghiền ngẫm mùi thơm của cây huberlon triệu nhu đình nói một người là trắng hay là đen thì phải xem quan phương thấy thế nào thắng làm vua thua làm giặc từ xưa đến nay đều là đạo lý này tôi nghe nói an đức huyên hiện tại đang tích cực tham dự tổng tuyển cử của đài loan hắn ra sức ủng hộ nghị sĩ hồng ân chính trước mắt người này đang nhận được ủng hộ rất lớn lên làm tổng thống Trương Dương không hề có quá nhiều hứng thú với chính trị ở bờ bên kia eo biển, chính trị vàng đen bên kia làm rất oanh oanh liệt liệt, chẳng lẽ các cô cũng cảm thấy hứng thú với phương diện này ư? Ừ. Triệu Nhu Đình lập tức sửa lại, là hắn, ở trong lòng cô ta đã lặng lẽ phân rõ giới hạn với tạ khôn cử. Cô ta buông chén rượu nói, tôi cũng không tin hắn cảm thấy hứng thú với chính trị bên kia, gần đây hắn và An Đức Nguyên thường xuyên tiếp xúc với nhau, nguyên nhân căn bản vẫn là vì lợi si chung, Tùy viên mà An Đức Nguyên mua chính là thông qua quan hệ của hắn, gần đây mấy hạng mục đầu tư ở ở kinh thành của thế kỷ An Thái cũng đều là hắn phụ trách dẫn mối. Trương Dương thầm nghĩ, nguyên nhân có thể khiến thương nhân trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng đi đến với nhau chính là lợi ích chung. Triệu Nhu Đình lại nói, anh giúp tôi quá nhiều, cho nên tôi vô cùng tín nhiệm anh, tôi gần đây đang điều tra tạ khôn cử, hắn ở bên ngoài có rất nhiều nữ nhân, cái này tôi có thể mặc kệ nhưng hắn không ngờ lợi dụng độc dược mãn tính muốn dồn tôi vào chỗ chết chuyện này tôi lại không thể dễ dàng cho qua trương đại quan nhân không nói gì sự vụ của nhà người khác hình như không do hắn quản hắn cũng không có hứng thú với phương diện này triệu nhu đình nói tôi muốn tạ khôn cử thân bại danh liệt khi nói ra những lời này bên trong hai mắt cô ta lộ ra hàn quang bức người trương đại quan nhân thầm than nữ nhân quả nhiên không thể đắc tội hiện tại triệu nhu đình ở trong bóng tối tạ khôn cử ở ngoài ánh sáng, chỉ sợ thằng ôn này sẽ phải ngã rất đau. Trương Dương uống ngụm rượu, vẫn bảo chỉ trầm mặc, vào những lúc như thế này hắn cũng không thích hợp lên tiếng. Triệu Nhu Đình tựa hồ cũng nhận thấy được Trương Dương không có hứng thú với chuyện giữa vợ chồng bọn họ, cười nói thật ra tôi không nên ở trước mặt anh nói những chuyện này. Trương Dương mỉm cười nói, mọi người cần phải có một đối tượng để thổ lộ, rất nhiều bí mật cứ giấu mãi trong lòng lâu rồi sẽ trở thành gánh nặng không thể chịu được. Triệu Nhu Đình gật đầu, anh là người tốt, một bằng hữu đáng tín nhiệm, chuyện của Tân Hải tôi sẽ góp một phần sức, mấy ngày nữa tôi sẽ tới Tân Hải một chuyến, xem có hạng mục đầu tư thích hợp nào không. Triệu Nhu Đình chủ động bán nhân tình để ban ơn lấy lòng Trương Dương, trên ý nghĩa nào đó thì là để trả nhân tình đang nợ hắn. Trương Dương nói cảm ơn. Triệu Nhu Đình lại nói, nghe nói anh đã là thường ủy thành phố Bắc Cảng, trẻ tuổi như vậy đã bước vào cánh cửa cấp thính, thật đáng mừng. Trương Dương nói, thủ tục vẫn chưa hoàn toàn làm xong, vị trí trước mắt của tôi rất kỳ quái, một cán bộ cấp ban lại lên làm thường ủy thành phố Bắc Cảng, chỉ sợ toàn quốc không có ví dụ như tôi. Triệu Nhu Đình cười nói, chuyện sớm hay muộn thôi mà, có cần tôi nói với bên bộ tổ chức không? Cha của Triệu Nhu Đình và Phó Bộ trưởng Trung Tổ Bộ Cha Tấn Nam có quan hệ rất tốt, hai nhà là thế giao, cho nên Triệu Nhu Đình mới có thể chủ động nói như vậy. Trương Dương cũng không cho rằng mình bước vào cấp thính là khó có thể là gần đây chuyện của tỉnh Lý quá nhiều cho nên bọn họ tạm thời gác chuyện của mình sang một bên. Hắn cười nói, không cần, tôi chắc mấy ngày nữa sẽ có công văn thôi. Triệu Nhu Đình đưa cổ tay lên nhìn đồng hồ, không còn sớm nữa rồi, tôi phải về đây. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương theo hẹn tới Kiều Gia, lần này là Kiều Trấn Lương tìm hắn. Khi Trương Dương tới Kiều Gia thì chỉ có một mình Kiều Trấn Lương ở nhà, dưới sự dẫn đường của cảnh vệ tới thư phòng của Kiều Trấn Lương, Kiều Trấn Lương đang ngồi ở phía trước cửa sổ đọc sách, nhìn thấy Trương Dương tiến vào thì mỉm cười buông sách nói, Trương Dương tới rồi à? Trương Dương cung kính gọi một tiếng bí thư Kiều, sau đó thì trước tiên đặt hộp trang sức lên bàn, đây là Kiều Lão ủy thác hắn đặc biệt gia công cho cháu gái. Kiều Trấn Lương nghe hắn nói xong lai lịch của trang sức thì cười bảo, Lão ra từ sáng sớm hôm nay đã đi tìm Chu Lão chơi cờ, bằng phi và bằng cử đều đi theo rồi, ông ấy bảo tôi giữ cậu lại ở đây ăn cơm chưa? kiều gia hiển nhiên đã coi trương dương trở thành người một nhà trương dương cười nói được lát nữa tôi bồi kiều lão uống vài chén kiều trấn lương đề xuất ra bên ngoài đi dạo trương dương theo y đi tới núi nhỏ ở phía sau cảnh vệ viên vốn định đi theo nhưng lại bị kiều trấn lương cự tuyệt dọc theo đường nhỏ lát đá đi lên kiều trấn lương nhìn sơn đạo cong cong phía trước nói khẽ có biết vì sao xây sơn đạo phải ngoằn nghèo như vậy hay không trương dương mỉm cười nói uốn lượn đi lên nếu không vòng nhiều như vậy thì quá dốc. chương 2155, Chớ Chọc Nữ Nhân 2 Kiều Trấn Lương nói, đường thẳng tới đỉnh núi là khoảng cách gần nhất, mỗi người đều biết đạo lý này, nhưng thật sự muốn một đường đi thẳng lên thì chỉ sợ rất hung hiểm. Tôi Thủy chung cho rằng lạc thú của leo núi là ở quá trình, từ từ mà đi lên, thưởng thức phong cảnh hai bên đường, đây mới là một loại hưởng thụ. Trương Dương nói, mỗi cái có chỗ hay riêng, mỗi người có lạc thú riêng. Ánh mắt của hai người đồng thời gặp nhau, đồng thời bật cười, Kiều Trấn Lương nói, tuổi khác thì tâm tính tất nhiên cũng khác, đến tuổi như tôi rồi thì không thích mạo hiểm nữa, chỉ thích cuộc sống yên bình. Trương Dương nói, tôi vẫn chưa có vốn để được hưởng thụ yên bình. Đề tài của Kiều Trấn Lương quay sang chuyện xảy ra gần đây của Bắc Cảng, tin đồng chí Cung Kỳ vĩ hy sinh được truyền ra, tôi thực sự thương cảm một thời gian, anh ta là một cán bộ rất có năng lực, anh ta ra đi thực sự là một tổn thất lớn đối với Đảng ta. Những lời này của Kiều Trấn Lương tràn ngập vị đạo quan phương, nhưng Trương Dương từ trong ánh mắt của y đọc được sự chân thành. Kiều Trấn Lương nhìn Trương Dương, tôi cũng nghe nói các anh trước đó từng phát sinh một số mâu thuẫn, hiện tại xem ra chuyện của các anh có thể là đang bố cục. Trương Dương không nói gì, với trí tuệ chính trị của Kiều Trấn Lương nhìn thấu chuyện này cũng không khó. Kiều Trấn Lương nói, lúc tôi ở Bình Hải từng có ý định động tới Hạng Thành, nhưng cũng không tóm được sai phạm của hắn lại cân nhắc hắn sắp mãn hạn nhiễm kỳ rồi, còn thêm một chút nhân tố nhân tình cho nên lại thôi. Trương Dương biết nhân tình mà Kiều Trấn Lương nói chính là quan hệ với tiết lão. Kiều Trấn Lương thở dài nói, hiện tại xem ra là tôi thất sách rồi, lúc trước chỉ cho rằng hạng thành thiếu năng lực lãnh đạo, nhưng không ngờ hắn lại có liên quan tới tội phạm. Trương Dương nói, trước mắt mới chỉ có thể nhận định hắn là tự sát, cái chết của bí thư cung cũng có liên quan rất lớn tới hắn, những hành vi phạm tội khác thì đang trong quá trình kiểm chứng, con cái của hắn tất cả ở nước ngoài. Kiều Trấn Lương gật đầu, Bắc Cảng lần này xảy ra phong ba lớn như vậy chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển của Bắc Cảng, có từng nghĩ tới Tân Hải công tác không? Kiều Trấn Lương chủ động đề xuất lời mời với Trương Dương. Trương Dương lắc đầu, vốn quả thực có tâm tư rời khỏi, nhưng với loại tình huống hiện tại thì tôi ngược lại không thể đi được. Kiều Trấn Lương nói, mộng viện ở bên đó công tác vẫn ổn chứ? nhớ tới kiều mộng viện trong lòng trương đại quan nhân nóng lên hiện tại mình đã là con rể trên thực tế của kiều gia rồi vẫn ổn cô ta công tác rất dụng tâm năng lực xuất chúng kiều trấn lương cười nói nó đối với quan trường trước giờ đều không có hứng thú gì cả dụng tâm như vậy là có nguyên nhân ánh mắt của y nhìn thẳng trương dương khiến trương dương tim đập mạnh dụng ý của kiều trấn lương rất rõ ràng con gái công tác dụng tâm tự nhiên là vì người thanh niên trước mắt này đồng chí hương dân có tìm cậu nói chuyện không kiều trấn lương đã bắt đầu gọn gàng dứt khoát hỏi chuyện này biểu hiện ra sự chú ý của y đối với trung thân đại sự của con gái trương dương có chút mất tự nhiên ho khan một tiếng sau đó gật đầu có nói kiều trấn lương nói cậu nghĩ thế nào trương dương nói tôi kiều trấn lương xua tay nói không cần phải nói y chắp tay sau lưng đi lên đỉnh núi nhìn cảnh sắc dưới núi trương dương đi theo phía sau y kiều trấn lương nói loại chuyện tình cảm này vốn chúng tôi không nên nhúng tay vào cứ để thuận theo tự nhiên đi trương dương tôi chỉ muốn này đáp ứng tôi một chuyện trương dương gật đầu kiều trấn lương nheo mắt lại nói về sau bất kể chuyện gì thì cũng phải giúp tôi chiếu cố tốt cho mộng việt không cho phép bất kỳ ai khi dễ nó trương dương nói ngài yên tâm ai dám khi dễ cô ta thì tôi sẽ khiến cho hắn biết tay kiều trấn lương nói cái chết của hạng thành ngoài mặt thì là một kết thúc nhưng trên thực tế sau lưng còn có rất nhiều chuyện, cậu lựa chọn tiếp tục ở lại Bắc Cảng cũng không phải là sáng suốt. Kiều Trấn Lương nói, bất kể điểm xuất phát của cậu là gì, cậu cũng chỉ là một quân cờ, nếu Hoài Minh tiếp tục tóm lấy vấn đề của Bắc Cảng, rất có thể sẽ dẫn phát ra cơn bão lớn hơn, khi bão tới, bất kể hắn tình nguyện thì cậu cũng không tránh khỏi phải chịu ảnh hưởng. Trương Dương, tôi luôn coi cậu như con cháu, nếu là tôi, tôi sẽ không lựa chọn để cậu phải đi mạo hiểm. Những lời này của Kiều Trấn Lương đủ để chứng minh y đã nhìn thấu bố cục của Tống Hoài Minh. Trương Dương thầm nghĩ, nếu Kiều Trấn Lương có thể nhìn thấu bố cục của Tống Hoài Minh, như vậy người khác cũng có thể, nhưng ám tuyến mà mình mai phục hiện giờ cũng không thể không trồi lên mặt nước. Trong lòng hắn dâng lên một chút bi ai, bố cục và cố gắng trước kia trên thực tế đã thành nước chảy về biển đông. Kiều lão buổi trưa thì về, nhìn thấy Trương Dương ông ta vô cùng cao hứng, ông ta cẩn thận xem xét bộ trang sức phỉ thúy đó đối với sự chạm trổ hoàn mỹ và thiết kế tinh xảo cũng khen không dứt miệng ông ta bỏ lại vào hộp rồi đưa cho trương dương giúp tôi trực tiếp giao cho mộng viện cũng là tác hợp trương dương và kiều mộng viện nhưng lão ra tử hiển nhiên làm cao minh hơn kiều trấn lương nhiều gừng quả nhiên càng già càng cay trương dương ăn cơm trưa ở kiều ra với kiều lão sau khi ăn xong kiều lão phá lệ không ngủ trưa gọi trương dương kiều bằng cử và kiều bằng phi ra hoa viên bên ngoài uống trà đối mặt với ba đứa cháu trẻ tuổi Kiều lão gật đầu nói, "Bằng cử, ông nghe nói cháu đã làm quốc tịch Mỹ rồi." Kiều Bằng cử nói, "Vâng, đang làm ạ, à, trọng tâm nghiệp vụ của cháu đều ở nước Mỹ, cho nên trở thành công dân của bên đó thì tiện hơn." Ngón tay của Kiều lão nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, "Không ngờ trong hậu đại của tôi lại có một người Mỹ." Ngữ khí của ông ta tuy rằng không có bất kỳ thành phần trách cứ nào, nhưng Kiều Bằng cử vẫn từ trong đó nghe ra ông nội không vui, vẻ mặt của hắn không khỏi có chút xấu hổ, vội vàng giải thích ông nội Cháu cũng là để tiện làm kinh thương thôi, hay là? Kiều lão giơ tay lên cản hắn nói tiếp, quay sang Kiều Bằng Phi nói, "Bằng Phi, cháu ở Xuân Dương làm đã được một đoạn thời gian rồi, đối với quan trường thì thấy thế nào? Quyết định làm tiếp hay là có ý định khác?" Kiều Bằng Phi nói, "Ông nội, cháu nghĩ cháu có thể thích ứng được." Kiều lão lộ ra nụ cười hài lòng, ông ta uống ngụm trà rồi nói tiếp, "Khi các cháu còn nhỏ, ông vốn cho rằng bằng cử sẽ đi theo sĩ đồ, tính tình của Bằng Phi quá mức xung động." không thích hợp làm quan, nhưng không ngờ sau khi các cháu trưởng thành thì tính tình đều thay đổi. Mặt Kiều Bằng cử có chút nóng lên, hắn biết ông nội từng ký thác hy vọng rất lớn trên người mình, nhưng mình lại không phát triển theo ý hướng của lão nhân gia, hiện giờ trở thành một thương nhân, hơn nữa còn muốn di dân, hắn rõ ràng cảm thấy được sự thất vọng của ông nội đối với mình. Kiều lão lại nói với Trương Dương, "Trương Dương, nghe nói cậu đã là thường ủy Bắc Cảng." Audio điện tử Võ Tấn Bền